bảy tám đầu tuyết long hướng giang giật gào thét mà đến có một tên người lùn công kích rất khủng bố hắn xong truy đột nhiên hướng dưới mặt đất đập tới bốn phương tám hướng mặt đất lập tức như sóng lớn chấn động không gian cũng tạo nên tầng tầng liên y thế mà cũng bị chấn động giang giật ngược cảm giác một trận khí muộn thân thể tựa như tiến vào dòng lũ bên trong không tự chủ được hướng về sau mặt bay đi suy suy một cái màu đen roi như thần chi tiên hóa thành tàn ảnh bay tới nhẹ nhàng đem giang giật cuốn lấy sau đó roi đột nhiên lắc một cái hướng nơi xa bay đi một đạo truyền âm cũng vang lên tại giang giật trong tai xuống dưới lại đến một vòng tiểu ma nữ này ngược lại là coi như thông minh giang giật âm thầm gật đầu vừa rồi hắn thân thể căn bản là không có cách khống chế mà yêu nhi không cứu hắn hắn chỉ có phóng thích cương phong thần thuẫn ngăn cản mười cái người lùn cường giả công kích không chỉ có riêng tuyết long công kích còn có mấy đạo rất khủng bố đạo văn công kích roi buông ra hắn thân thể vọt vào lòng đất cái này dưới đất thông đạo bốn phương thông suốt, có màu đen bùn đất ngăn cách, địch nhân thần thức rất khó khóa chặt hắn, hắn có thể nhẹ nhõm xuyên thẳng qua, theo an toàn địa phương lao ra lần nữa tập kích. Vù vù, Giang giật thoáng cái đi, mà yêu nhi bọn người vội vàng đi theo bắn ngược mà xuống, mà kỵ chạy nhanh nhất, liền ma yêu nhi đều mặc kệ. Nói đùa, Giang giật lập tức sẽ phóng thích băng phong thiên lý, ai dám ở phía trên dừng lại, sẽ lại thay đổi thành một tòa băng điêu. Mặc dù đông lạnh không chết người nhưng này loại hàn lưu quá kinh khủng, ai bị đông cứng một lần, liền rốt cuộc không muốn bị đông kết lần thứ hai. ầm, um, Giang giật rất nhanh vọt ra, hắn lãnh mâu quét qua, khóe miệng đều là lạnh ý, hắn bạo hống, băng phong thiên lý, toàn bộ cho ta đóng băng. Xuy suy, suy hàn lưu hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, khắp nơi lần nữa bình tĩnh lại, sở hữu có thể động người đều biến thành từng tòa băng điêu, bọn hắn còn đều tự bảo trì lấy ban đầu động tác. Thậm chí có một người ngay tại thổ huyết, cũng giữ vững thổ huyết động tác, hắn phun ra huyết dịch biến thành từng đầu huyết hồng băng tiễn. Giết, bốn phương tám hướng mặt đất bạo liệt, càng nhiều thiên ma tộc lao ra, bắt đầu một vòng mới đổ sát. chương 999, thiên ma cung, chiến đấu rất nhanh kết thúc, có giang giật băng phong thiên lý, người này quá dễ giết, ải nhân tộc cường giả vừa diệt, những người còn lại tựu đều là mặc người chém giết thịt cá, từng cái nhẹ nhõm bị tàn sát sạch sẽ. Giang giật cũng rất nhanh được biết đám này thiên ma tộc cùng ải nhân tộc tại cái này khai chiến nguyên nhân, Khương Minh lần này xác thực đã sớm dự định cầm hạ Ma Thiên, thế mà điều tập mấy vạn đại quân tại Thiên Ma Sơn phụ cận bày ra hai tầng phòng tuyến, trận đánh Thiên Ma Tộc viện quân. Ma Yêu Nhi người trở về báo tin tức về sau, Thiên Ma Tộc tộc trưởng tự mình hạ lệnh điều tập hai vạn đại quân đi cứu viện Ma Yêu Nhi. Cái này hai vạn người vừa ra Thiên Ma Sơn mấy ngàn dặm tiểu tao ngộ chặn đường cùng phục kích, nếu không phải lần này Thiên Ma Tộc tới cường giả tương đối nhiều, sợ là viện quân đều muốn bị đánh lại. Viện quân đi qua chém giết, chết hơn một vạn người suốt cuộc đột phá tầng thứ nhất phòng tuyến lại không nghĩ rằng tại cái này lại bị chặn đánh giang giật bọn người không tới cái này mấy ngàn người cũng sẽ toàn quân bị diệt tt ma yêu nhi cùng ma kỵ bọn người nhận được tin tức sau hít vào một ngụm khí lạnh cũng âm thầm may mắn may mắn giang giật xuất hiện nếu không các nàng coi như đột phá không minh vây quanh cũng chỉ có một con đường chết đi ma kỵ sợ còn có phục kích không còn dám làm chế nải để cho người ta qua loa quét dọn thoáng cái chiến trường góp nhặt một chút thi thể, tự xuất lính đại quân hướng thiên ma sơn chạy như điên. Ma kỵ trưởng lão, vì sao viện quân chỉ có hai vạn người? Giang giật một bên bôn tẩu, một bên truyền âm cho ma kỵ hỏi. Ma yêu nhi gặp nạn, ma thần không tự mình xuất động cứu viện vậy liền coi là, thế mà chỉ phái hai vạn người thiên ma tộc trăm vạn tộc nhân, quân đội ít nhất có ba 40 vạn, chỉ phái hai vạn người không thể nào nói nổi a. À. Ma kỵ sắc mặt trầm xuống, bốn phía quét qua lúc này mới truyền âm tới nói, thiên ma sơn nam bên cạnh mãnh tượng tộc tới 30 vạn đại quân, mặc dù không có tấn công núi dấu hiệu, nhưng rõ ràng có uy hiếp chi ý. Tông chủ không có thăm dò rõ ràng mãnh tượng tộc ý đổ đến trước đó, tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, ma tinh, việc này chính là cơ mật, không thể truyền ra ngoài. Thì ra là thế, giang giật bừng tỉnh đại ngộ, lông mày nhíu chặt có chút nhức cả trứng. Thiên ẩn tông ngũ trưởng lão cũng đã nói ải nhân tộc mãnh tượng tộc còn có hỏa cách tộc là đồng minh quan hệ, Thiên Ma tộc tựa hồ chưa nghe nói qua cùng cái nào tộc Liên Minh a, à hắn còn muốn dựa vào Thiên Ma tộc diệt ải nhân tộc, xem tình huống. Tựa hồ Thiên Ma tộc muốn bị ải nhân tộc hủy diệt a. À. Không nghĩ, về trước Thiên Ma sơn lại nói, không được ta trực tiếp độn thiên rời đi, lại nghĩ biện pháp đi. Giang giật hạ quyết tâm không nghĩ nhiều nữa, một đường đi theo, lần này không tiếp tục tao ngộ bất luận cái gì ải nhân tộc, tại nửa ngày sau còn tao ngộ đến đây tiếp ứng Thiên Ma tộc đại quân, lần này dòng giá tới 5 vạn người cường giả vô số cũng coi là triệt để an toàn đại quân đem ma yêu nhi ma kỵ giang giật bọn người bao quanh vây vào giữa đại quân cũng không được đi dưới mặt đất quang minh chính đại trên mặt đất hành tẩu ma thiên đi theo giang giật nhìn xem một đám bình thường cũng không nhìn hắn cái nào đại nhân vật bọn họ giờ phút này rất cung kính cho hắn hành lễ hỏi han ân cần không nhịn được bùi ngùi mãi thôi hành tẩu lúc lưng cũng ưỡn đến càng thẳng lần nữa trở lại thiên ma sơn giang giật cũng không có quá nhiều cảm khái hắn nhìn thấy Ma Yêu Nhi vô tình hay cố ý hướng hắn xem ra, trong lòng càng thêm nhức cả trứng, dứt khoát cùng Ma Kỵ truyền âm một tiếng, mang theo Ma Thiên trực tiếp hướng động phủ của mình bay đi, nhìn cũng không nhìn Ma Yêu Nhi một chút. Hừ hừ, Ma Yêu Nhi nhìn qua trực tiếp bay đi giang giật, cảm giác trên mặt một trận đau nhức, nàng lạnh lùng hừ vài tiếng, thân thể đằng không mà lên, hướng Thiên Ma Sơn chi đỉnh bay đi. Ma Kỵ cùng mấy tên khác trưởng lão an bài mọi chuyện về sau, cũng lần lượt lên đỉnh núi, hướng ma thần bẩm báo lần này tình hình chiến đấu, cùng làm tốt ải nhân tộc phản công ứng đối. Lần này không minh chiến tử, tin tức truyền về ải nhân tộc về sau, tuyệt đối sẽ gây nên cực lớn bạo động, đoán chừng đại chiến rất nhanh sẽ đến. Ma thiên đại ca, ta thụ thương, đi trước chữa thương, trừ phi trưởng lão người bình thường cầu kiến, hết thảy không thấy. Trong khoảng thời gian này người cũng đừng ra ngoài, đoán chừng rất nhanh lại có đại chiến. Giang giật nhìn thấy ma thiên đệ đệ muội muội đến đây nghinh đón, lại là trở nên đau đầu, vội vàng dặn dò một tiếng tiến vào động phủ của mình bên trong tu luyện, thương thế của hắn cũng hoàn toàn chính xác còn không có toàn bộ tốt cần tĩnh dưỡng, hắn cũng cần nghỉ ngơi thật tốt một phen khôi phục thể lực tinh lực, tùy thời ứng đối các loại đột biến. Cái này một ngày, thiên ma trong núi rất là náo nhiệt, vô số người bay vào bay ra, vô số trinh sát hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới dò xét phương viên 10 vạn lý tình huống, mà kỵ vừa mới trở về lại bị phái ra ngoài, rất có rất nhiều trưởng lão cũng đều bị phái đi ra. Thiên ma sơn phụ cận cũng có 5 vạn đại quân thời khắc tại đề phòng tuần tra, thiên ma trong núi bầu không khí một mảnh khắc nghiệt, mặc dù ma kỵ bọn người che giấu phía nam 20 vạn mảnh tượng tộc đại quân, nhưng là thiên ma tộc tộc nhân vẫn là dự cảm có đại sự muốn phát sinh, lần này chết trận nhiều người như vậy, cũng làm cho thiên ma trên núi bầu trời ẩn ẩn có một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, làm sao đều không thể xua tan. Bên ngoài nháo lật trời, giang giật lại cái gì đều mặc kệ, hắn an tâm tu luyện chữa thương, dù sao thế cục cũng không phải hắn có thể cải biến được để hắn có chút ngoài ý muốn chính là ma thần thế mà không có triệu kiến hắn hắn chữa thương hai ngày ngoại trừ có một cái trưởng lão tới hỏi thăm một tiếng bên ngoài thế mà không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh truyền tới tình huống như thế nào hắn mở to mắt chữa thương hai ngày thương thế đã không còn đáng ngại hắn đứng lên kinh nhi bất định xuyên thấu qua cửa sổ bằng đá nhìn qua phía ngoài vô số giữa không trung tuần tra quân sĩ không nói hắn cứu được ma yêu nhi cũng chẳng nói hắn diệt nhiều như vậy ải nhân tộc liền nói hắn thực lực biểu lộ ra cùng tuổi tác, mà thần giống như thu được truyền báo khẳng định cũng sẽ lập tức triệu kiến lung lạc bồi dưỡng hắn a à thế mà không có triệu kiến phong thưởng đều không có một chút. hắn tại cửa sổ đứng tiểu nửa ngày, sắc trời dần dần tối xuống, vẫn là không có bất cứ mệnh lệnh gì truyền xuống, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, cũng không thể tự tiện xông vào thiên ma sơn đỉnh núi thiên ma cung a à vậy sẽ lập tức hội đánh giết. vù vù bóng đêm hoàn toàn tối xuống về sau một đạo bóng người từ trên cao bên trên bắn thẳng đến mà xuống, rơi vào giang giật động phủ phía trước, Ma Thiên lập tức xuất hiện, phát hiện là một tên trưởng lão về sau, liền vội vàng khom người nói, "Tham gia Ma phù trưởng lão." "Ừm," um, trưởng lão nhẹ gật đầu, mỉm cười nói ra, "Ma Thiên, các ngươi nhất mạch lập tức dọn nhà, đi tầng 16 ở lại, đây là đại trưởng lão mệnh lệnh." "Tầng 16?" Ma Thiên hổ thân thể run lên, 10 tòa thần sơn đều có tầng 18, phía trên nhất là tông chủ hoặc là tộc trưởng ở lại địa phương tầng thứ 17 thì là các trưởng lão chỗ cư trú, mà tầng 16 chỉ có chiến công chắc tuyệt đại thống lĩnh bên trong mới có tư cách ở lại. Năm đó Ma Thiên cùng Ma Tinh ra ra khoảng chừng tầng 16 cư ngụ thời gian một năm, sau đó bọn hắn ra ra chết đi, bọn hắn nhất mạch lập tức bị khu trục xuống dưới, Ma Thiên không nghĩ tới đời này hắn còn có trở lại tầng 16 ở lại cơ hội. Nhanh dọn dẹp một chút đi, đi lên tự nhiên có người an bài. Ma phù trưởng lão khoát tay áo, lúc này mới hướng Ma Tinh động phủ đi đến, gõ cửa một cái hắn trầm giọng nói ra, ma tinh, nhanh chóng, theo ta đi thiên ma cung. Thiên ma cung, Giang giật con mắt đột nhiên mở ra, bên trong quang mang bắn ra bốn phía, ma thần rốt cuộc muốn triệu kiến hắn sao ma thần là bán thần cường giả, có thể hay không liếc thấy mặc hắn huyễn ảnh thần thông đâu. Cắt cắt chương một nghìn, để nàng tự thiêu, vù vù, thiên ma trên núi, hai thân ảnh như kiểu lưới kiếm sắc bén hướng lên trên mặt bay đi, này thiên ma trên núi tầng thứ 10 sau đều bị xương trắng bao phủ, căn bản không nhìn thấy đỉnh núi, thần thức cũng dò xét không được. Giang giật bay lên 15 tầng về sau, càng là cảm giác chính mình biến thành mù lòa, cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể đi theo ma phù trưởng lão hướng lên trên mặt bay đi. Ê, đang bay lên tầng 17 về sau, Giang giật đột nhiên phát hiện nồng vụ biến mất, trong tầm mắt xuất hiện từng mảnh từng mảnh tòa thành, tòa thành bốn phía đều là mây trắng, tòa thành bốn phía trên đất bằng cũng có nhàn nhạt xương trắng lượn lờ, cũng cảm giác nơi này là tiên giới. Tòa thành trung tâm có một cái to lớn cây cột đá, kia cây cột đá khoảng chừng 300 trượng cao, cây cột đá đỉnh lại có một tòa khôi hoàng khí phách cung điện. Cung điện kia lơ lửng giữa không trung, hoàn toàn dựa vào cây cột đá trèo trống, nhìn tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đến rơi xuống, rất là kỳ lạ. Đỉnh núi thế mà mới là tầng 17, tầng 18 tại cây cột đá phía trên. Giang giật nhìn mấy lần, cũng không thèm để ý, hắn thấy qua kỳ quan nhiều, thần tứ thành càng thêm thần kỳ, toàn bộ thành trì đều lơ lửng giữa không chung, này thiên ma cung cũng không tính là gì. Nơi này thiên địa nguyên khí thật là nồng nặc, ít nhất có hơn 200 lần A à tại cái này tu luyện nghĩ chậm cũng khó khăn A, à, khó trách tuyết vực gần ngàn cái thượng cổ di tộc vì tranh đoạt thần sơn, hàng năm chiến loạn không ngớt. Giang giật cảm ứng thoáng cái âm thầm gật đầu, hắn cũng phát hiện rất nhiều tòa thành bên trong có thần thức quét ra, cũng có một chút tuổi trẻ thiên ma tộc công tử tiểu thư bay ra khỏi thành lâu đài, hiếu kỳ đánh giá hắn, Giang giật còn có thể cảm nhận được, có mấy tên áo bảo hoa kiều công tử, đối với hắn lộ ra nhàn nhạt địch ý. Lên đi, ma tinh, ma phù trưởng lão hướng giang giật nhẹ gật đầu, bay lên trời, giang giật một bên nhìn chung quanh một bên đuổi theo, hắn không thể biểu lộ quá lạnh nhạt, dù sao hắn giả mạo thân phận là ma tinh. Một cái thiên ma tộc cấp thấp tộc nhân đi vào thiên ma tộc tri đỉnh, nếu không có bất luận cái gì kinh ngạc khẩn trương, vậy liền rất không bình thường. Thiên ma cung toàn thân đều là kim sắc, cung điện rất lớn, đương nhiên cùng vô tận biển sâu huyền vũ cung so sánh vẫn là kém xa, so đế cung lớn hơn gấp 10 tả hiếu. Giang giật liếc mấy cái, phát hiện thành cung bên trên không có bất kỳ cái gì khe hở, minh bạch cung điện này hẳn không phải là kiến tạo, mà là một kiện trí bảo, bình thường bán thần đoán chừng trong thời gian ngắn khẳng định thẻ bất phá trí bảo. Ông, cửa lớn màu hoàng kim từ từ mở ra, lộ ra một cái vàng son lộng lẫy đại điện, ma phù đứng tại cửa ra vào, khoát tay trận lại nói, ma tinh, người đi vào đi, ta không có đạt được mệnh lệnh, là không thể vào. Tốt, Giang giật tay run nhẹ nhẹ hướng ma phù vừa chắp tay, cái sau vội vàng mỉm cười nói, chớ khẩn trương, người thế nhưng là chúng ta thiên ma tộc anh hùng, hy vọng về sau người có thể trở thành sự kiêu ngạo của chúng ta. Đa tạ trưởng lão, diễn kịch diễn đúng chỗ, Giang giật lần nữa khẽ kho người hướng bên trong đi đến, hắn một bước vào đại điện bên trong, đại môn vô thanh vô tức đóng lại, Giang giật cũng không dám nhìn loạn, kinh sợ đứng tại đại điện bên trong, thần thức cũng không dám tản ra hắn sẽ đối mặt thế nhưng là thiên ma tộc tộc trưởng, bán thần cường giả. Một cái không tốt bị khám phá, hắn đem có thể bị ma thần đánh giết, khoảng cách gần như vậy đối đầu bán thần cường giả, đoán chừng độn thiên cũng không kịp. Đại điện bên trong rất yên tĩnh, cũng không có bất kỳ người nào, giang giật ngừng thở chờ đợi, động cũng không dám động, nội tâm cũng thật là có ta khẩn trương, sở dĩ nhịp tim không tự chủ được ra tóc. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, ma thần cũng chưa từng xuất hiện, đợi chừng nửa canh giờ còn không có bất luận kẻ nào xuất hiện, Giang giật hơi không kiên nhẫn, có chút ngẩng đầu bắt đầu dò xét cung điện. Đại điện cùng hắn dư đại nhân vật đại điện cũng không có quá đại khu đừng, vàng son lộng lấy, khí phái rộng lớn. Đại điện này cũng chỉ trưng bày một tấm hoàng kim vương tòa, đại điện bên trong có 12 cây đồ đằng trụ, phía trên khắc họa lấy không phải yêu thú, mà là từng người từng người thiên ma tộc tiền bối. Giang giật liếc mấy cái, cũng không thèm để ý, não hải chuyển động nghĩ đến ma thần rốt cuộc là ý gì, gọi hắn đến như vậy lâu thế mà không hiện thân nửa canh giờ một canh giờ hai canh giờ giang giật triệt để đứng không yên nội tâm âm thầm chửi mẹ cái này ma thần không phải là đang đùa hắn a à? không đúng giang giật đôi mắt nhất chuyển rất nhanh nghĩ thông suốt hôm nay triệu hoán chính mình tới căn bản không phải ma thần mà là ma yêu nhi nếu không căn bản sẽ không để hắn tại cái này chạm hai canh giờ hắn nhắm mắt lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái tinh tế cảm ứng ở bên cạnh một cái bên trong cung điện nhỏ hắn quả nhiên phát hiện ngay tại thản nhiên uống trà ma yêu nhi mà hắn tại toàn bộ trong cung điện căn bản không có cảm ứng được khí thức cường đại ma thần không tại thiên ma cung bên trong ma yêu nhi đang đùa hắn giang giật cũng minh bạch vì sao ma thần hai ngày này không có triệu kiến hắn hắn cau mày có chút nhức đầu tiểu ma nữ này cũng không thể đắc tội nếu không chọc tới nàng trực tiếp động thủ muốn giết hắn đám kia trưởng lão đều ngăn không được a à. có hắn rất nhanh có chủ ý ngay tại chỗ ngồi xếp bằng trực tiếp nhập đỉnh tu luyện, hắn còn tại thiên nhân hợp nhất trong trạng thái, bốn phía có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều có thể cảm ứng được, cũng không sợ có người dò xét hắn. A, à, nơi này thiên địa nguyên khí thật là nồng nặc, ít nhất có gấp 500 lần a. Cái này vừa tu luyện giang giật lập tức cảm giác được khác biệt, nơi này thiên địa nguyên khí nồng nặc dọa người. Thân thể của hắn đạt được khốn long thảo cải tiến, bản thân tốc độ tu luyện tựu so với người bình thường nhanh gấp 10, giờ phút này thiên địa nguyên khí lại nồng nặc gấp 500 lần, Nói một cách khác, giờ phút này hắn tốc độ tu luyện nhưng so sánh người bình thường 5.000 lần, so tại đường ra thiên cơ thuyền trong mật thất nhanh hơn gấp 5 lần. Ai, nếu là có thể tại bên trong cung điện này tu luyện một năm nửa năm thật là tốt biết bao A à ta thứ sáu khỏa tinh thần tuyệt đối sẽ dị biến, nguyên lực cảnh giới cũng có thể đạt tới thiên quân đỉnh phong. Giang giật nội tâm dâng lên một cái ý niệm trong đầu, bất quả ý nghĩ này vừa xuất hiện tự bị hắn bác bỏ. Tại cái này tu luyện là không thể nào, khỏi cần phải nói, nơi này chính là ma thần ở lại địa phương hắn lúc tu luyện nguyên lực là tiến vào tinh thần bên trong cho dù có huyễn ảnh thần thông cũng che giấu không được thoáng cái tự bại lộ có người dò xét vẹn vẹn tu luyện thời gian một nén nhang giang giật tựu cảm ứng được có một đạo thần thức lặng yên vô tức quét tới hắn vội vàng dừng lại tu luyện giả bộ tính tọa nghỉ ngơi huyễn ảnh thần thông cũng kịp thời đem vùng đan điền che giấu để hắn dò xét cùng thiên ma tộc giống nhau như đúc thần thức nhẹ nhàng đảo qua lập tức như thủy triều rút đi lần nữa qua thời gian một nén nhang bên cạnh trong hành lang vang lên một đạo tiếng bước chân giang giật khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt cái này ma yêu nhi ngồi không yên a à. một đạo thân ảnh màu đen ra đại điện bên trái hành lang khẩu nữ nhân rất ít mặc váy đen cái này ma yêu nhi lại là ngoại lệ mỗi ngày mặc màu đen váy dài không bằng hắn làn da trắng nón dáng người cao gầy đùi thon dài mặc vào màu đen váy dài ngược lại là lộ ra cao quý trang nhã bản thân cũng là thiên ma tộc tiểu công chúa trên người có một tia bẩm sinh quý khí, giờ phút này gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, càng lộ ra cao quý lãnh diễm, không thể trói mắt. Giang giật giò xét đến là ma yêu nhi về sau, không có nửa điểm động tính, con mắt cũng không có mở ra, tiếp tục tính tỏa. Ma yêu nhi đứng tại hành lang khẩu nhìn chằm chằm giang giật, nhìn thấy hắn nửa điểm không có phản ứng về sau, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lại không nghĩ rằng giang giật nhướng mí mắt, hờ hững quét nàng một chút, tiếp tục tính tỏa. Ma tinh, người thật lớn mật, ma yêu nhi nổi giận, mắt phượng bên trong đều là sát khí, trong tay roi lại xuất hiện, nghiến răng nghiến lợi nói ra, ma tinh, chẳng lẽ người thật muốn chết không thành. Mà yêu nhi là ngậm lấy chìa khóa vàng xuất thân, mà thần lão tới nữ, tụ một cái cục cưng quý giá, toàn bộ thiên ma tộc toàn bộ người đều vây quanh nàng chuyển. Sở dĩ mặc dù nàng đối giang giật có hảo cảm, nhưng hết lần này đến lần khác bị giang giật lạnh lùng như vậy đối đãi nàng cái kia nóng nảy tính khí lại thế nào chịu được. Giang giật cũng chân tâm là nhức đầu, cái này mà yêu nhi người đối nàng tốt ha, nàng có thể tự ủy lại vào ngươi, ngươi nếu là một điểm không thuận theo nàng lại muốn hô đánh kêu giết. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mở to mắt, lườm ma yêu nhi một chút, khóe miệng của hắn đột nhiên cong lên một cái đặc thù độ cong, trên mặt lộ ra một tia kỳ lạ mỉm cười. Ác ma mỉm cười, đã ma yêu nhi muốn ngoạn hỏa, vậy liền để nàng tự thiêu đi. Trường 1001, Chiến đường Phó trưởng Lão Ác ma mỉm cười là giang giật tại y ra hỏa nhai bên trong cảm ngộ, đây là một loại công kích linh hồn thủ đoạn, có thể khiến người ta vô thanh vô tức chúng chiêu, giang giật cảm ngộ cái này thần thông sau một mực không chút phóng thích, nhất là đối nữ tử, hắn lại không dám hỗn loạn phóng thích. Hắn biết rõ thứ này đối với nữ tử lực sát thương lớn bao nhiêu, hắn có quá nhiều chuyện muốn làm, đến Đông Hoàng Đại Lục cùng tuyết vực cũng không phải đến tán gái, trêu hoa gẹo nguyệt lưu lại một thân tình nợ, kia không chỉ có có lỗi với còn tại chịu khổ tô như tuyết, cũng dễ dàng để hắn vạn kiếp bất phục. Hôm nay hắn lần nữa thả ra ác ma mỉm cười, vẫn là đối một cái đối với hắn có hảo cảm nữ tử, đây cũng là bị bức phải không có biện pháp. Hắn cần phải mượn thiên ma tộc lực lượng, cái này mà yêu nhi rất có thể sẽ để trước mặt hắn cố gắng giao chi đông lưu, sở dĩ hắn chỉ có thể xuất thủ, để ma yêu nhi chơi với lửa có ngày chết cháy. Ma yêu nhi nhìn thấy cái này mỉm cười, thân thể mềm mại lập tức run lên, hai con người mê ly, tựa như một cái uống rượu say ngốc cô, roi trong tay của nàng vô lực rủ xuống đến, gương mặt xinh đẹp bên trên một mảnh đỏ tươi đều có thể tích xuất thủy tới, nàng si ngốc nhìn qua giang giật, trong mắt đều là tình ý cùng ái mộ. Ai, giang giật khe khẽ thở dài, năm đó hắn phóng thích khác ma mỉm cười, y thiền cùng doãn nhược băng đều có thể trúng chiêu, cái này mà yêu nhi có thể xuất hiện phản ứng như thế cũng nằm trong dự liệu của hắn. Hắn đối với mà yêu nhi cũng không có nửa điểm hào cảm, nữ tử này ngoại trừ mỹ mạo bề ngoài cùng thân phận hiển hách bên ngoài, không có nửa điểm chỗ thích hợp. Ngang ngược bá đạo, hỉ nộ vô thường, động một chút lại muốn đánh muốn giết, sở dĩ không cần thiết giang giật là căn bản không muốn cùng nàng có nửa điểm gút mắc, rất rõ ràng trong thời gian ngắn chỉ muốn thoát khỏi nữ tử này đã là không thể nào. Giang giật, người không thể không quả quyết, nếu không người trước mặt cố gắng sẽ giao trì đông lưu, người cũng sẽ một mình đối đầu ải nhân tộc, đời này có thể đều không có hy vọng cứu ra như tuyết. Giang giật ép buộc chính mình hạ quyết tâm, trên mặt hắn mỉm cười cũng đã biến mất, ánh mắt lộ ra một tia hờ hững, lạnh lùng nhìn ma Yêu Nhi nói, thần nữ thật lớn uy phong a à động một chút thì là muốn đánh muốn giết, mà tinh trời sinh là đồ đê tiện. ngươi như thấy ngứa mắt liền giết ta đi. a à, Giang giật đình chỉ phóng thích ác ma mỉm cười, mà yêu nhi tỉnh táo lại, nhưng trong đầu nhưng đều là kia tà mị cười một tiếng, nàng nghe được Giang giật, không chỉ có không hề tức giận, ngược lại có chút bối rối, nàng thu hồi roi, hai tay nắm lấy mép váy rụt rè nói ra, ma tinh, ngươi đừng nóng giận a à, là ta không đúng, ai bảo ngươi vô lễ như thế đâu. Cái này mà yêu nhi quả nhiên rơi vào đi, nếu không lấy nàng kia tính tình là tuyệt đối sẽ không nói xin lỗi cái này cũng không trách nàng giang giật trên thân người này khí chất quá đặc biệt đừng nói nàng loại này chưa từng từng đi ra tuyết vực tiểu nữ hài coi như y thiền doãn nhược băng loại kia xem nhẹ thiên hạ nam tử tuyệt đại xinh đẹp cũng không khỏi tự chủ bị hấp dẫn đương nhiên giang giật khả năng hấp dẫn nhiều như vậy nữ tử kỳ thật mấu chốt nhất một điểm không phải thực lực của hắn cũng không phải khí chất của hắn mà là hắn thần bí mỗi người đều có hiếu kỳ cảm giác nhất là thiếu nữ hiếu kỳ cảm giác hội mạnh hơn, giang giật trên người có rất rất nhiều bí mật, một khi có nữ tử đối với hắn sinh ra hiếu kỳ, nghĩ không ngừng khai quật bí mật của hắn, đem đều sẽ bị hắn hấp dẫn, cuối cùng bị mị lực của hắn chinh phục. Giang giật đến Đông Hoàng Đại Lục trước tự khuyên bảo chính mình, không phải trêu hoa gẹo nguyệt. Sở dĩ đối mặt cô gái trẻ tuổi, hắn hội bản năng kháng cự, rời xa. Hết lần này tới lần khác là hắn loại này kháng cự cùng rời xa, hội càng thêm hấp dẫn những kia tuổi trẻ nữ tử các nàng đều là thiên tri kiêu nữ, tất cả nam nhân đều vây quanh các nàng chuyển, nịnh nọt lấy lòng các nàng, hận không thể tương thiên bên trên tinh tinh hái cho các nàng. Nữ nhân cũng đều là đồ đê tiện, đều có nghịch phản tâm lý, đối với các nàng tốt nam tử một cái đều chướng mắt, ngược lại giang giật loại này như gần như xa, tựa như trí mạng độc dược thật sâu hấp dẫn lấy các nàng, để các nàng từng bước một trầm luân đi vào. Giang giật không rõ ràng những này, hắn nhìn qua ma yêu nhi tấm kia tràn đầy đỏ ửng mặt, không chút khách khí nói ra, thần nữ, là ngươi gọi đến ta vì sao truyền ta tới lại để cho ta chờ mấy canh giờ ta mà yêu nhi nghĩ giải thích hai câu nhưng nhìn thấy giang giật cặp kia con người băng lãnh vừa thẹn cúi đầu ầy ầy nói ra nhân ra cùng ngươi chỉ đùa một chút a à, ngươi có thể hay không đừng như vậy hung a à. tiện nhân giang giật thầm mắng một câu tùy ý chắp tay nói thần nữ nếu là không có phân phó khác ta muốn trở về tu luyện tu luyện mà yêu nhi đôi mắt sáng lên nói mà tinh ngươi có thể tại thiên ma cung tu luyện a à nơi này nguyên khí là nồng nặc nhất, phụ hoàng qua mấy ngày liền trở lại, đến lúc đó khẳng định hội phong thưởng ngươi, ngươi tại bực này phụ hoàng trở về đi. Phong thưởng, Giang giật đôi mắt nhất chuyển, hắn không muốn nhất liền là cùng ma thần kiến mặt, vạn nhất bị hắn xem thấu huyễn ảnh thần thông liền phiền toái, trong đầu của hắn chuyển động vài vòng, đột nhiên chừng chừng nhìn chằm chằm ma yêu nhi trước ngực cao thẳng, u lãnh nói ra, thần nữ, cô nam quả nữ, ngươi không sợ ta làm loạn nói thật cho ngươi biết, ta thú tính nếu là phát tác, ngay cả mình đều sợ hãi, vạn nhất đem người kia cái gì, đối tất cả mọi người không tốt. Phi, mà yêu nhi khẽ gắt một cái, lần này vẫn là không có tức giận, ngược lại ngượng ngùng nghiêng đầu đi, dậm chân nói, mà tinh, người có thể hay không đừng như vậy lưu manh a à nhân ra thế nhưng là nữ hài tử, người còn như vậy, ta, ta. Ha ha ha, Giang giật ngửa đầu cười to vài tiếng, trực tiếp cắt ngang mà yêu nhi, quay người đi ra phía ngoài, đến cửa ra vào mới quay đầu nói ra, thần nữ, giúp ta tại tầng 17 an bài một cái chỗ ở vừa vặn rất tốt ta vô cùng cần thiết đem nguyên lực cảnh giới tăng lên tới thiên quân đỉnh phong. Chờ ta đạt tới thiên quân đỉnh phong, ta giúp người đem ải nhân sơn san thành bình địa. Đúng rồi, ta sự tình vẫn là chớ kinh động tông chủ, chỉ là làm một chút việc nhỏ thôi, không đáng giá nhắc tới. Thần nữ người tùy ý cho ta điểm phong thường tốt, quay đầu chờ ta san bằng ải nhân sơn, người sẽ giúp ta hướng tông chủ thành công. Giang giật phóng thích ác ma mỉm cười, kỳ thật chính là vì câu nói này, hắn không muốn cùng ma thần kiến mặt, muốn lợi dụng cái này ma yêu nhi. Ma yêu nhi tuổi còn trẻ nào biết được đây là giang giật mà tính, nàng bị giang giật hào khí vượt mây lây nhiễm, đôi mắt đẹp lóe sáng gật đầu nói tốt, ma tinh, ta dùng thần nữ thân phận ban cho ngươi chiến đường phó trưởng lão chức vụ, chờ ngươi đạt tới thiên quân đỉnh phong, suốt đại quân đánh vào ải nhân sơn, ta lại hướng phụ hoàng thỉnh công, đến lúc đó nhất định khiến ngươi hài lòng. Đa tạ thần nữ, giang giật khóe miệng lại lộ ra một tia kỳ lạ mỉm cười, ác ma mỉm cười phóng thích, để Ma Yêu Nhi lại mê say, hắn một tay tại đại môn một cái trên cơ quan vỗ, bay ra ngoài sau mới quay đầu truyền âm nói, thần nữ, ngươi còn không có an bài cho ta chỗ ở đâu, mặt khác. Ngươi ban cho chức vị này quá cao, ta sợ trong tộc người không phục A à đến lúc đó tu luyện sẽ bị người quấy dày. Hiu, Ma Yêu Nhi tỉnh táo lại, cái mũi vỉnh lên hướng ra phía ngoài bay đi, tại cung điện bên ngoài quát khẽ, ma phù trưởng lão. Ta đã ban thưởng ma tinh chiến đường phó trưởng lão chi vị, đằng sau sự tình ngươi an bài một chút, Toàn bộ người nghe, mà tình lúc tu luyện ai cũng không nỡ đánh quấy, nếu không tộc pháp xử trí. Xoạt, mà yêu nhi đưa tới tầng 17 vô số người chấn động, rất nhiều tòa thành bên trong từng bầy công tử trẻ tuổi tiểu thư bay ra, vô số mắt người bên trong đều là địch ý, tựa như bị cướp địa bàn cùng đồ ăn đàn sói, tự liền rất nhiều trưởng lão đều một mảnh ngạc nhiên. Chiến đường đây chính là quyền lực lớn nhất đường khẩu, chiến đường trưởng lão liền là trong tộc quyền thế lớn nhất đại trưởng lão, mà đại trưởng lão gần như tỏa chấn tại thiên ma sơn không ra, Nói một cách khác Giang Giật chỉ cần ra ngoài, sở hữu thiên ma tộc đều muốn nghe lệnh của hắn. chương 1002, ma thần, thần nữ, không thể, thần nữ, ma tinh mặc dù lần này chiến công chắc tuyệt, thực lực cũng rất mạnh hoành, nhưng niên kỳ quá nhẹ, không thể phục chúng A. À. Thần nữ, mặc dù người có quyền bổ nhiệm phó trưởng lão chi vị, nhưng chiến đường địa vị đặc thù, không thể qua loa quyết định A, à, việc này cần đại trưởng lão hoặc là tông chủ mới có thể hạ lệnh, không bằng trước bổ nhiệm Ma Tinh là chiến đường đại thống lĩnh hoặc là còn lại đường phó trưởng lão. Ma Yêu Nhi mệnh lệnh đưa tới vô số trưởng lão bắn ngược, rất nhiều người nhao nhao truyền âm thuyết phục. Nói đùa, bọn hắn lăn lộn cả một đời mới là trưởng lão phó trưởng lão, cái này Ma Tinh mới bao nhiêu lớn thế mà có thể đứng ở bọn hắn phía trên, ai có thể chịu phục A à giống như mệnh lệnh này là ma thần hoặc là đại trưởng lão dưới, ai cũng không có dị nghị, Ma Yêu Nhi bản thân liền là một cái gì cũng đều không hiểu tiểu ma nữ, nàng đây cũng là nói rõ làm loạn A. À hừ mà yêu nhi khó chịu trong tay roi dài xuất hiện gương mặt xinh đẹp rét lạnh nhìn qua mọi người quát lạnh nói các ngươi thế nhưng là không phục bản thân nữ ta muốn hỏi hỏi các ngươi ai có thể tại trong vạn quân đem chúng ta cứu ra ai có thể một chiêu chém giết không minh cùng ải nhân tộc hơn 10 người trưởng lão ai có thể một chiêu đông kết mấy ngàn ải nhân tộc tốt các ngươi không phục có thể ai đi nâng mấy ngàn ải nhân tộc cùng mấy chục tên ải nhân tộc trưởng lão đầu người trở về ta tự ban cho các ngươi chiến đường phó trưởng lão giống như không thể như vậy toàn bộ công miệng cho ta hừ hừ sở hữu trưởng lão á khẩu không trả lời được bọn hắn trong đó có lẽ có người thực lực đạt đến ngũ tinh nhưng nếu là để bọn hắn lẻ loi một mình giết vào ải nhân tộc trong đại quân cuối cùng khẳng định hữu tử vô sinh trọng yếu nhất chính là ma yêu nhi trong tay màu đen trường tiên phát sáng lên bọn hắn biết rõ ma yêu nhi là thật sự nổi giận nói thêm gì đi nữa tiểu ma nữ này nhưng mà cái gì đều không quan tâm trực tiếp xuất thủ ma phù trưởng lão đi an bài một hạ ma tinh nơi ở phái người chết cho ta thủ đại môn, ai dám khiêu khích ma tinh, lập tức bẩm báo ta. Ma yêu nhi đằng đằng sát khí dương lên roi trong tay, hướng ma tinh nhẹ gật đầu bay vào thiên ma cung bên trong, nàng ngược lại là không tiếp tục nói để giang giật ở tại thiên ma cung bên trong, dù sao kia là các nàng nhất mạch ở lại địa phương, chưa bao giờ ngoại nhân có thể ở bên trong ở lại, đây là ma thần quyết định quy củ. Ma tinh, đi theo ta, ma phù vừa rồi không nói gì, giờ phút này cũng không có bất kỳ cái gì thần sắc hướng giang giật vẫy vẫy tay, Giang giật dưới vô số ánh mắt chăm chú, có chút kinh sợ đi theo ma phù hướng phía dưới tòa thành quần bay đi. Rất nhiều người nhìn thấy giang giật bộ dáng này, đều lộ ra vẻ đùa cợt, cho rằng đây là ma yêu nhi làm loạn, bất quá đại trưởng lão đều không nói gì, bọn hắn cũng không tốt nói thêm nữa, đành phải các loại chờ ma thần sau khi trở về lại nói. Giang giật bị mang đến một cái đơn độc tòa thành, ma thiên bọn hắn cũng không có cùng hắn cùng một chỗ ở lại, cái này khiến hắn có chút thở dài một hơi, cùng ma thiên huynh đệ tỉ muội liên hệ nhiều, khó tránh khỏi ra chỗ sơ suất, đơn độc lại càng tốt hơn một chút. Tòa thành rất xa hoa, bên trong cũng có bốn tên thị nữ, hai tên thủ vệ hộ vệ, ma phù bàn giao một chút sự tình sau rời đi, giang giật tại tòa thành ngồi một hồi, đi ra tòa thành đi ma thiên bọn người ở lại địa phương. Ma thiên bọn người ở lại địa phương rất nhỏ, bất quá có thể tại tầng 17 ở lại, cái kia chính là thân phận tượng trưng, nơi này thiên địa nguyên khí là phía ngoài hơn 200 lần, đối với tu luyện cũng có ích lợi rất lớn. Giang giật tới tự nhiên là cho ngoại nhân xem, hắn tùy ý hàn huyên vài câu, liền trở về chính mình tòa thành bên trong, mở ra gian phòng cấm chế bế quan tu luyện. Bên ngoài lúc nào cũng có thể hội bộc phát đại chiến, Giang giật bế quan tu luyện nhưng thật ra là vì tránh né ma thần triệu kiến, giống như không phải ma thần gọi đến, hắn cái này đều không muốn cùng ma thần kiến mặt, hắn chỉ muốn mượn nhờ thiên ma tộc hủy diệt ải nhân tộc mà thôi. Nơi này nguyên lực là phía ngoài 250 lần tả hiếu ta tại cái này tốc độ tu luyện đạt đến 2.500 lần, cũng xem là không tệ. Giang giật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, một bên tu luyện một bên cảm ứng, đối với tốc độ tu luyện coi như hài lòng, hắn cũng một mực tại tinh tế cảm ứng tình huống chung quanh, tránh cho có cường giả dò xét, bị phát hiện hắn trong đan điền chín khỏa tinh thần. Dò xét nửa ngày, hắn có chút yên tâm lại, và lâu đài này bên trong cấm chế coi như không tệ, người bình thường thần thức khẳng định dò xét không tiến vào, trừ phi ma thần tự mình dò xét, ma thần còn có mấy ngày mới trở về, hắn cũng yên lòng tu luyện. Mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua, ma thần nhưng không có trở về, để thiên ma tộc các trưởng lão thở dài một hơi chính là, phía nam ngoài vạn dặm mãnh tượng tộc đại quân thế mà lui, mà ải nhân tộc lại cũng không có triệu tập đại quân đến báo thù. Sau năm ngày, một đạo tin tức truyền về thiên ma sơn, để thiên ma tộc toàn bộ tộc nhân toàn bộ hưng phấn không thôi. Ma thần đi một chuyến phục hồ sơn, cùng tuyết vực 10 tông xếp hạng đệ nhị phục hồ tông tạo thành liên minh. Phục Hổ tông tông chủ Tào Bồi Văn tự mình hạ lệnh để ải nhân tộc tộc trưởng đi một chuyến phục hổ sơn, cụ thể làm sao nói ai cũng không biết, dù sao ải nhân tộc vốn đã xuất động đại quân rút về, mãnh tượng tộc đại quân cũng rút lui, mắt thấy muốn bộc phát đại chiến hành quân lặng lẽ. Cả tòa Thiên Ma sơn sôi trào, có thể cùng Phục Hổ tông hình thành liên minh, về sau ai dám công kích Thiên Ma sơn lần này mặc dù ải nhân tộc phục kích Ma Yêu Nhi, Thiên Ma tộc chết không ít người, nhưng ải nhân tộc chết được càng nhiều, trưởng lão chết rồi mười mấy cái liền thiếu tộc trưởng đều bị giết đây đối với thiên ma tộc tới nói thế nhưng là đại thắng ải nhân tộc thiếu tộc trưởng bị giết cũng không dám trả thù uy danh khẳng định đại yếu trái lại thiên ma tộc thanh thế khẳng định tăng nhiều mà yêu nhi sau khi lấy được tin tức này trước tiên tìm đến giang giật giang giật xuất quan gặp nàng một mặt biết được tin tức về sau hắn làm thế nào cũng cao hứng không nổi hắn cũng không sợ khai chiến ngược lại không khai chiến hắn như thế nào mượn thiên ma tộc hủy diệt ải nhân tộc chỉ là ma thần đã truyền lệnh trở về cấm chỉ ra ngoài thiên ma tộc cùng ải nhân tộc khai chiến giang giật cũng không có cách hắn luôn không khả năng một người ra ngoài loạn giết một trận a ma thần liền muốn trở về giang giật cũng không dám làm loạn đem ma yêu nhi đuổi sau khi trở về lần nữa bế quan lần này hắn rất cẩn thận thời khắc đều bằng vào thiên nhân hợp nhất tinh tế dò xét một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay sẽ lập tức ngừng tu luyện ba ngày sau giang giật cảm giác tòa thành bên trên uổng phí truyền đến một đạo kinh khủng uy áp hắn thân thể run lên, vội vàng đình chỉ tu luyện, lợi dụng huyễn ảnh thần thông che giấu, đồng thời trước tiên mở mắt, thần thức dò xét ra ngoài. Quả nhiên, trên bầu trời xuất hiện một thân ảnh màu đen, người kia khuôn mặt như đau gọt phủ đúc, ánh mắt như điện, mũi như núi, khí tức như rồng tượng hùng hậu. Nhất làm cho người ấn tượng khắc sâu là trên người hắn màu đen chiến giáp, phía trên có thần bí đồ văn, đây cũng là một kiện cực kỳ lợi hại phòng ngự cổ khí, lực phòng ngự tuyệt đối so thông linh trí bảo còn muốn cường đại. Tham kiến tông chủ, Vô số trưởng lão theo tòa thành bên trong đằng không mà lên, ở giữa không chung khom người chắp tay. Giang giật vốn không muốn ra ngoài, nhưng hắn phát hiện ma thần thần thức nhẹ nhàng ở trên người hắn đảo qua, chỉ có thể bay ra tòa thành đứng tại viện tử lên trên trời bên trong, chắp tay khom người. Ừm, ma thần ánh mắt như điện bốn phía quét qua, cuối cùng rơi vào giang giật trên thân, một khắc này giang giật bắp thịt toàn thân đều căng thẳng, khẩn trương tới cực điểm, tùy thời đều chuẩn bị phóng thích cương phong thần thuẫn, độn thiên mà đi, Ma thần ánh mắt tại giang giật trên thân dừng lại trọn vẹn mười hơi thời gian, để giang giật toàn thân y phục đều là ướt đẫm. Mà yêu nhi đứng ở bên cạnh hắn, bờ môi không ngừng nhúc nhích hiển nhiên tại truyền âm. Rất tốt, nghe xong ma yêu nhi truyền âm, ma thần khẽ vuốt cầm, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt ý, nói ra tộc ta bên trong có thể ra dạng này một tên thiên tài, là tộc ta may mắn, ngươi gọi ma tinh đúng không hảo hảo tu luyện, ngươi lúc nào hậu cảnh giới đạt tới thiên quân đỉnh phong, ngươi cái này chiến đường phó trưởng lão, bản tôn tự ban cho cho ngươi, ngươi nếu có thể tu luyện tới bán thần, ta bảo bối này nữ nhi đều có thể gả cho ngươi. Xoạt, vô số trưởng lão một mảnh xôn xao, rất nhiều công tử trẻ tuổi sắc mặt toàn bộ biến đổi, mà yêu nhi gương mặt xinh đẹp đỏ tươi, không ngừng lay động ma thần tay núng nịu không thuận theo. Giang giật thân thể cũng kịch liệt run lên, cũng không phải là ma thần, mà là ma thần cuối cùng nhìn hắn một chút, để hắn cảm giác tựa hồ chính mình bí mật gì đều bị hắn xem thấu. Trường 1003, Thượng Giai Thiên Quân, Giang giật trực giác một mực rất nhạy cảm, hắn cảm giác ma thần xem thấu hắn huyễn ảnh thần thông, nhưng nghe ma thần khẩu khí nhưng lại không giống. Giống như xem thấu hắn ngụy trang, theo lẽ thường tới nói hắn sẽ trực tiếp xuất thủ cầm xuống hoặc là đánh giết, coi như không xuất thủ cũng sẽ tạm thời đè xuống âm thầm điều tra, giờ phút này lại ngay trước mặt mọi người khen ngợi hắn, cũng hứa hẹn chỉ cần hắn tu luyện tới thiên quân đỉnh phong, chiến đường phó trưởng lão chi vị tựu ban cho cho hắn. Mấu chốt nhất một điểm, hắn biểu thị giang giật có thể đột phá bán thần, sẽ đem mà yêu nhi gả cho hắn. Cái này cũng không là bình thường coi trọng, mà thần dưới gối không con, chỉ có một cái nữ nhi bảo bối, ai có thể cưới nàng kia đại biểu liền là hắn người nối nghiệp, đời sau thiên ma tông tông chủ. Cảm thụ được bốn phương tám hướng phóng tới phức tạp ánh mắt, sang giật rất là đau đầu, mà thần đây là đem hắn đặt ở trên lò lửa nướng A. Trước đó ma tinh một mực không lộ ra trước mắt người đời, giờ phút này đột nhiên như sao trổi quật khởi, coi như là ai đều trong cảm giác tâm cảm giác khó chịu, cũng sẽ bản năng bài xích cùng căm thù toàn bộ tản trong khoảng thời gian này nghiêm cấm ra ngoài không phải cùng ải nhân tộc tái khởi xung đột ma thần để lại một câu nói tiến vào thiên ma cung bên trong mà yêu nhi thì hàm tình mạch mạch nhìn giang giật một chút mặt mũi tràn đầy đỏ bừng theo vào thiên ma cung giang giật ngượng ngùng sờ lên cái mũi tại vô số phun lửa trong ánh mắt về tới chính mình tòa thành bên trong ma thần đến cùng xem thấu của ta ngụy trang không có tại tòa thành bên trong ngồi nửa ngày Giang giật vẫn là không cách nào xác định, đằng sau hắn dứt khoát mặc kệ, dù sao ma thần không có động thủ, xem ra thời gian ngắn cũng sẽ không đối với hắn thế nào, hắn dứt khoát cái gì cũng không để ý, trước tu luyện lại nói. Hắn nguyên lực cảnh giới quá thấp, mặc dù cả mộ rất nhiều cường đại đạo văn cùng thần thông, nhưng không có hùng hậu nguyên lực căn bản là không có cách phát huy uy lực. Tỷ như băng phong thiên lý, nếu là hắn nguyên lực cảnh giới đạt đến thiên quân đỉnh phong, đoán chừng 4 ngũ tinh cường giả, ít nhất đều sẽ bị băng phong năm hơi thời gian trở lên, trừ phi tu luyện đặc thù đạo văn cường giả. Bế quan, Giang giật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, toàn lực bắt đầu tu luyện, tại cái này tốc độ tu luyện là phía ngoài 2.500 lần, so đường ra thiên cơ thuyền trong tu luyện mật thất nhanh hơn gấp hai nhiều, cơ hội tốt như vậy hắn tự nhiên không có khả năng lãng phí. Giang giật mặc dù cái gì đều mặc kệ, nhưng một mực rất cẩn thận, thời khắc đều tại cảm ứng tình huống chung quanh, một khi có cường giả thần thức quét vào đến, sẽ trước tiên ngừng tu luyện. Nơi này cấm chế mặc dù cường đại, nhưng vừa rồi ma thần thần thức thế nhưng là có thể nhẹ nhõm quét vào tới để hắn có chút giải sầu chính là tu luyện dòng giã một tháng ma thần không có dò xét qua một lần còn lại trưởng lão không biết là thần thức quá yếu vẫn là không có dò xét tâm tư không có bất kỳ cái gì thần thức quét vào tới thiên ma sơn gần nhất cũng rất là bình tĩnh ma thần hạ lệnh gần nhất gần như không ai ra ngoài cho dù có người ra ngoài cũng tại phụ cận đi một vòng chưa từng cùng ngoại tộc phát sinh tranh chấp chiến đấu tu luyện không tuế nguyệt chớp mắt 8 tháng đi qua. Thiên ma sơn bắt đầu náo nhiệt lên, vô số thiên ma tộc tộc nhân khôi phục dĩ vãng sinh hoạt, thỉnh thoảng ra ngoài săn giết băng thú cùng băng mị. Bất quá đi ra người ngược lại là đều có thể ước thúc khắc chế, mặc dù ngẫu nhiên tao ngộ ải nhân tộc cùng mãnh tượng tộc nhưng rất ít khai chiến, cho dù có tiểu quy mô ma sát, cũng hạn chế tại mấy người trên thân, chưa bao giờ phát sinh đại quy mô chiến đấu. 8 tháng thời gian, mà yêu nhi đến tìm Giang giật hơn 10 lần, để hắn phiền phức vô cùng. Vị này thiên kim đại tiểu thư giang giật lại không thể triệt để đắc tội, chỉ có thể miễn cưỡng qua loa nàng, cũng may mà yêu nhi cũng coi như thức thời, cũng không có quá nhiều dây dưa, giang giật như thế cố gắng tu luyện còn ảnh hưởng tới nàng, chưa từng thích tu luyện nàng, ngẫu nhiên cũng bắt đầu bế quan. Hô, nguyên lực cảnh giới rốt cục đạt đến thiên quân thất trọng, theo như thế tốc độ tu luyện xuống dưới, đoán chừng không cần thời gian một năm, ta thứ sáu khỏa tinh thần liền có thể dị biến, nguyên lực cảnh giới cũng liền đạt tới thiên quân đỉnh phong. Giang giật đình chỉ tu luyện, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, cái này 8 tháng đến hắn ngoại trừ ứng phó mà yêu nhi, tinh thần thực sự không chống nổi mới có thể thiêm thiếp một hồi bên ngoài, thời gian còn lại chưa bao giờ ngừng qua tu luyện. 2.500 lần tốc độ tu luyện dưới, hắn nguyên lực cảnh giới tiến triển phi tốc, dòng giã tăng lên tam trọng cảnh giới, trở thành thượng giai thiên quân. Nghỉ ngơi một ngày, tiếp tục tu luyện, Giang giật vừa mới quyết định chủ ý, bên trong căn phòng cấm chế tự phát sáng lên, hắn quan bế cấm chế thần thức nhô ra đi, trên mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ, cái này ma yêu nhi lại tới. Hắn bất đắc dĩ đứng dậy đi ra ngoài, mặt không biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ, tại hắn đi ra một khắc này, ma yêu nhi đôi mắt sáng lên, khóe miệng lộ ra một tia tước vui bước nhanh đi tới, lôi kéo giang giật tay tiểu hướng ra phía ngoài đi. Giang giật mặt trầm xuống, thân thể không nhúc nhích, lạnh giọng nói ra, thần nữ, có việc nói sự tình, khác đừng do dự, ảnh hưởng không được. Mà yêu nhi tựa hồ quen thuộc giang giật lạnh lùng, không thèm để ý chút nào hì hì cười nói, đi, ma tinh, theo giúp ta ra ngoài một chuyến, tàu tông chủ nửa tháng sau đại thọ, sở hữu tông phái bao quát thiên ẩn tông đều sẽ phái sứ giả trúc thọ. Phụ hoàng để cho ta đi đi một chuyến, người cái này chiến đường phó trưởng lão, sao có thể không đi theo bảo hộ bản tiểu thư an toàn. Thiên ẩn tông cũng sẽ phái sứ giả, giang giật trong mắt chợt lóe sáng, tô như tuyết tại thiên ẩn tông, hắn đối cái kia thần bí tông phái đặc biệt cảm thấy hứng thú, Đương nhiên đối với cái này tuyết vực xếp hạng đệ nhị phục hổ tông tào tông chủ cũng có một tia hiếu kỳ, hắn dừng một chút nói ra, vừa đi vừa về cần bao nhiêu thời gian lần này chúng ta muốn đi bao nhiêu người. Mà yêu nhi giải thích nói, vừa đi vừa về tối đa một tháng đi, lần này đi người không tệ, toàn bộ cưới phi liêm thú đi, đi theo ít nhất đều là đại thống lĩnh, nhân số tại khoảng 50 người đi. Tốt a à, một tháng thời gian cũng không trưởng, giang giật tu luyện 8 tháng cũng đúng lúc nghỉ ngơi một chút, hắn không tại ma yêu nhi hộ vệ bên người đoán chừng ma thần cũng không yên lòng, có hắn tại, nhiều người hơn nữa vây giết đều vô dụng. Đi ra tòa thành, bên ngoài 50 người đã sớm chờ lệnh, ma kỳ cùng ma phù đều ở bên trong, toàn bộ cưỡi trình lấy phi liêm thú. Ma yêu nhi phi thân mà lên, ngồi tại một thất toàn thân tuyết trắng phi liêm thú thân thể, chỉ vào bên người một nhóm không người ngồi cưỡi màu đen phi liêm thú đạo, ma tinh, mau lên đây, chúng ta muốn lên đường. hưu, sang giật chân sau một điểm, bay lên phi liêm thú trên lưng, kia phi liêm thú không có bị giang giật ngồi cưỡi qua, thân thể có chút lay động, trong mắt lạnh như băng quét tới, có chút bất mãn. Hừ, giang giật trên thân khí tức một thịnh, thượng giai thiên quân uy áp bao phủ phi liêm thú, nó lập tức tự trung thực xuống tới. Ma kỵ cùng ma phù bọn người lại toàn bộ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, bởi vì giang giật 8 tháng trước mới là thiên quân tứ trọng khí tức, giờ phút này lại đạt đến thiên quân thất trọng, tốc độ tu luyện nhanh chóng, để bọn hắn âm thầm tạc lưỡi. Đi, ma yêu nhi là không ngồi yên chủ, tại thiên ma sơn chấm dứt 8 tháng, đã sớm không kiên nhẫn được nữa, như ngựa hoang mất cương vỗ phi liêm thú thân thể, hóa thành một đạo bạch quang hướng thiên ma dưới núi bay đi. Hưu, Giang giật vội vàng khống chế phi liêm thú đuổi theo, ma phù cùng ma kỵ bọn người chỉ có thể tạm thời đem chấn kinh đè xuống đuổi theo hai người, hơn 50 thất phi liêm hóa thú làm hồng quang rất nhanh biến mất ở phương xa. Tại mọi người rời đi về sau, một đạo vĩ ngạn thân ảnh đột nhiên ra thiên ma cung bên ngoài, ma thần nhìn chằm chằm giang giật bọn người biến mất phương hướng, mỉm cười vuốt cằm nói thiên quân thất trọng có ý tứ, có ý tứ. chương 1004, Hoa Cúc Hán Tử Thiên Ma Sơn tại tuyết vực về phía tây, Phục Hổ Sơn thì tại tuyết vực trung bộ, sở dĩ khoảng cách cũng không tính xa. Mọi người ngồi cưới phi liêm thú tốc độ cũng rất nhanh, bất quá ban đêm không thể phi hành, tuyết vực cương phong thế nhưng là so đông hoàng đại lục còn muốn nồng đậm, dù sao mọi người lần này ra ngoài là du ngoạn cũng không thời gian đang gấp, trong đêm cũng liền tìm tùy ý địa phương hạ trại qua đêm. Ải nhân tộc cùng thiên ma tộc tại Tào Tông chủ điều giải một chút đạt thành hiệp nghị, trong thời gian ngắn sẽ không phát sinh lớn chiến tranh. Lần này đi theo 50 người ít nhất đều là tam tinh cường giả, tăng thêm có giang giật quái thai này, tất cả mọi người rất yên tâm, căn bản không sợ ải nhân tộc mai phục chặn giết. Đương nhiên, mỗi lần qua đêm đều sẽ có 4 tên đại thống lĩnh tại trong vòng phương viên trăm dặm tuần tra, tránh cho ải nhân tộc phục kích, giang giật cũng không quản những này, vừa đến trong đêm tự tiến vào chính mình trong chướng bồng nghỉ ngơi. Giang giật thân thế, sở hữu trưởng lão cùng đại thống lĩnh đều có chút hiểu rõ, cho là hắn tính cách quái gở, ngược lại là cũng không trách móc. Mà yêu nhi lại khó chịu, lần này ra kỳ thật không phải ma thần ý tứ, mà là chính nàng tranh thủ, nàng suy nghĩ nhiều cùng giang giật ở chung, bằng vào chính mình mị lực chinh phục giang giật, lại không nghĩ rằng liên tiếp vài đêm, giang giật đều đối nàng xa cách. Đêm thứ năm, mọi người tại một cái sơn cốc nhỏ bên trong hạ trại, có đại thống lĩnh nướng xong ăn thịt, giang giật trầm mặc ăn xong trực tiếp trở về lều vải, chuẩn bị mê đầu đi ngủ hoàn toàn không để ý tới ma yêu nhi thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt hừ hừ ma yêu nhi cầm trong tay một khối thịt nướng hận hận ném một cái bĩu môi ngồi tại trên tảng đá nhìn thấy ma kỵ bọn người hướng nàng trông lại lập tức trừng mắt nói nhìn cái gì vậy toàn bộ trở về đi ngủ ma kỵ bọn người ngượng ngùng đối mặt vài lần nhào nhào thức thời riêng phần mình trở lại lều vải ma yêu nhi ngồi một hồi có chút hủy khuất nhìn qua giang giật lều vải thở phì phò đứng lên nhanh chân hướng giang giật lều vải đi đến um, nàng dùng sức đem lều vải vải mảnh hất ra, nhanh chân đi đi vào, nhìn qua nằm ở trên giường híp mắt không để ý đến nàng giang giật, càng là giận không chỗ phát tiết, nhấc chân tựu hướng giang giật đá vào. Nhưng giang giật làm sao có thể vô duyên vô cớ bị đánh một tay thoáng cái bắt lấy ma yêu nhi đùi ngọc, hơi hít mắt lại nhìn qua nàng nói thần nữ lại nổi điên làm gì. Ngươi, hỗn đản, mà yêu nhi chân bị kìm sắt bắt lấy, động cũng không động được, nghe được giang giật thanh âm lạnh lùng, mặt khác một cái chân như thiểm điện thật cao nâng lên, đối giang giật lồng ngực hung hăng dẫm lên đi một cước này còn vận dụng nguyên lực lực đạo mười phần giang giật cũng nổi giận nữ nhân này liền là tiện ba ngày không đánh lên nhà ngói hắn một cái tay khác như thiểm điện nhô ra đem ma yêu nhi mặt khác một cái chân cũng bắt lấy sau đó vén lên đưa nàng nhét vào trên giường hắn thân thể lộn một vòng một cái tay đè lại ma yêu nhi cóng một cái tay khác đối cái mông của nàng trùng điệp vỗ xuống một bên đánh một bên nổi giận đùng đùng nói ra phản ngươi không thành dám hạ như thế ngoan thủ tìm đánh đúng không Ba ba ba, Giang giật đánh cho rất nặng, thanh âm thanh thúy đều truyền khắp phương viên nửa dặm, mà kỵ bọn người nghe được rõ ràng. Bọn hắn cũng đều hai mặt nhìn nhau, nhưng không có người nào dám ra đây, trong đầu của bọn họ cũng có thể hiện ra giờ phút này Ma Yêu Nhi bị đánh chẳng diện, nếu bọn họ dám tới gần, Ma Yêu Nhi còn không phải thẹn quá hóa giận, phát cuồng bạo tẩu A. À. Cái này ma tinh quá có cá tính, quên đi thôi, ta còn là giả bộ như không thấy được không nghe thấy đi. Ma kỵ rất thông minh, dứt khoát quan bế giác quan thứ sáu trực tiếp bế quan tu luyện hắn đối giang giật cũng là bội phục đầu dạp xuống đất dám dạng này đánh ma yêu nhi toàn bộ thiên hạ chỉ có giang giật một người đi liền ma thần đều không bỏ được ôi ôi a à, ma yêu nhi kêu đau truyền đến nhưng hô hào hô hào lại biến vị tựa hồ trở nên rất thoải mái thân ngâm còn lại trưởng lão toàn bộ sắc mặt lúng túng cũng nhao nhao học ma kỵ trực tiếp bế quan như thế trường hợp ai dám đi tìm không tự tại à. a ngoá quả nhiên là cái tiện nữ nhân lại có thụ ngược đãi khuynh hướng. Giang giật tay khẽ run lên, cái này mà yêu nhi bắt đầu còn kêu đau, đến đằng sau ngược lại biến thành thân ngâm, để hắn mất một chỗ nổi da gà, hắn dừng lại về sau, mà yêu nhi cũng quay đầu lại đến, một đôi mắt đẹp rõ ràng đều là mê ly chi sắc, nàng cau mày nói ra, làm sao không đánh tiếp tục đánh A. À. Đánh người đại gia, cút ra ngoài cho ta, Giang giật trợn trắng mắt, không chút khách khí quát lạnh nói. Mà yêu nhi ngồi quỳ chân, nước mắt lại dì rào rơi xuống, vô cùng đáng thương nói ra, Ma Tinh, ngươi vì sao muốn đối với ta như vậy ta đến cùng đã làm sai điều gì ngươi nói. Ta đổi còn không được sao, Giang giật sợ nhất nữ nhân khóc, hắn có chút luống cuống nói ra tốt, tốt, ngươi trước đừng khóc được không. Mà yêu nhi khóc đến càng thêm mãnh liệt, nàng đột nhiên bắt lấy Giang giật tay, Lê Hoa Đái Vũ nói ra, Ma Tinh, ngươi có thể đánh ta, có thể mắng ta, nhưng ngươi không muốn không để ý tới ta, được không ngươi không để ý tới ta, ta thật là khó chịu. Ai, Giang giật khe khẽ thở dài, ác ma mỉm cười uy lực quá lớn, cái này ma yêu nhi xem như triệt để luân hãm, không nói khăng khăng một mực yêu hắn, chỉ ít trong thời gian ngắn trong lòng suy nghĩ đều là hắn. Hắn càng là không để ý tới nàng, mà yêu nhi nghịch phản tâm lý càng cường đại, tiếp tục như vậy khẳng định hội náo ra chuyện gì. Đầu óc hắn chuyển động vài vòng, sắc mặt hòa hoãn lại nói ra, thần nữ, người tính cách quá ngang ngược bá đạo, ta không phải rất thích. Sở dĩ trốn tránh ngươi, cũng không muốn cho chúng ta đều bị thương tổn, ngươi là cao cao tại thượng thần nữ, ta ma tinh chỉ là một cái ti tiện tiểu nhân vật, ta không xứng với ngươi. Không, ma yêu nhi cắn cắn bối môi nói, ngươi xứng được với, xứng với. Ngươi nói ta quá ngang ngược, ta có thể đổi, ta về sau cũng không tiếp tục phát cáu, không đánh người, có được hay không? Ngươi xác định, Giang giật nghiêm túc nhìn qua nàng, nói, giống như trong vòng ba tháng, ngươi có thể không để tiểu tính tình, không phát cáu, ta về sau tuyệt đối sẽ không không để ý tới ngươi. Thật, mà yêu nhi nín khóc mỉm cười, thân thể mềm mại dừng lại nói, ngươi liền đợi đến xem đi, mà tinh, ta nhất định nói được thì làm được. Ừm, um, không tệ, Giang giật nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào mà yêu nhi trước ngực cao ngất bên trên, hắn hai mắt sáng lên, cười hắc hắc nói, nếu không ban đêm ngươi ngay tại cái này ngủ đêm dài đằng đắng, chúng ta có thể làm một chút chuyện có ý nghĩa. Phi, đồ lưu manh, mà yêu nhi khẽ gắt một cái, bên tai đều đỏ, như một cái bị hoảng sợ tiểu thỏ tử bật lên mà lên, tại cửa ra vào mới quay đầu thưa dạ nói, Mà Tinh, ta có thể đổi, người cũng muốn đáp ứng ta, về sau không cho nói những này khinh bạc, nhân ra. Nhưng vẫn là hoa cúc khuê nữ, xéo đi, Giang giật mắng một câu, chừng trong mắt nói ra, ngươi là hoa cúc khuê nữ, ta cũng là hoa cúc hán tử. Ra tự tính cách này, không đổi được, ngươi nếu là không thích, cách ta xa một chút. Giang giật vừa nổi đóa mà yêu nhi tựu mềm nhún, nàng u oán nhìn qua Giang giật, tốt nửa ngày mới nói ra tốt người muốn nói cứ nói đi, bất quá. Người không thể cùng khác nữ tử nói lời như vậy, người chỉ có thể đối ta một người dạng này. Ngoá, Giang giật triệt để bó tay rồi, cái này mà yêu nhi quả nhiên hữu thụ hành hạ khuynh hướng, tựa hồ càng mắng nàng càng đánh nàng, nàng ngược lại càng hưng phấn. Bất quá có thể hành hạ một cái thần nữ nội tâm của hắn cũng mừng thầm, lập tức cũng không khách khí nói ra, thần nữ, tới mân mê cái mông cho ra lại đánh mấy lần. Phi, mà yêu nhi chạy chối chết, chương 1005, bát tinh đạo văn. Sau đó mấy ngày, mà Yêu Nhi nghe lời rất nhiều, biến thành một cái hiền lương thục đức cô gái ngoan ngoán, chưa bao giờ phát giận, tự liền đối ma kỵ bọn người khách khách khí khí, để ma kỵ ma phù bọn hắn rất không phải thích ứng, xem giang giật ánh mắt cũng không giống với lúc trước. Vỏ quyết giày có móng tay nhọn, một đám trưởng lão cùng ma thần đều ép không được tiểu ma nữ, lại bị giang giật thuần đến ngoan ngoán, tất cả trưởng lão không phục đều không được, bọn hắn đối giang giật thái độ cũng càng thêm cung kính xem ma yêu nhi bộ dạng này, là triệt để bị giang giật chinh phục, giang giật cái này ma thần con rể cũng chạy không được, coi như ma thần không đồng ý, ma yêu nhi đoán chừng cũng sẽ cùng giang giật bỏ trốn. Giang giật đối đãi ma yêu nhi thái độ khá hơn một chút, đương nhiên hắn không phải động tình. Trên thực tế hắn đối ma yêu nhi hảo cảm cũng không có tăng lên quá nhiều, hắn chỉ là chọn lựa chiến lược kéo dài, chờ ải nhân tộc che diệt ngày, đó chính là hắn rời đi thiên ma tộc ngày, hắn không có thời gian phong hoa tuyết dạ cũng không tâm tình trêu hoa gẹo nguyệt. Một đường rất an toàn, mặc dù ngẫu nhiên có thể tao ngộ ngoại tộc võ giả, nhưng mọi người nhiều như vậy cường giả, ngoại tộc võ giả cảm ứng được sau trước tiên tránh đi, chung quanh cũng một mực có bốn tên đại thống lĩnh dò xét, có bất kỳ tình huống sẽ lập tức báo cáo. Giang giật thỉnh thoảng cùng Ma Yêu Nhi nói chuyện tào lao vài câu, thái độ cũng không có lấy trước như vậy lạnh lùng, Ma Yêu Nhi thành thiên đều vui vẻ vô cùng, cùng một cái sơ rơi tình hải tiểu cô nương không có khác nhau. Nàng nhiều nhất cũng chỉ là một cái bị làm hư tiểu công chúa, đùa tình cảm lại thế nào là giang giật đối thủ một đường tiến lên trong đêm mọi người hội hạ trại đám kia trưởng lão ăn ngon uống ngon về sau đều thức thời trở về chướng bồng bế quan tu luyện giang giật xỉa răng đại gia đi vào trong chướng bồng mà yêu nhi thì cười tủm tỉm đi theo vào giang giật nghiêng chân nằm ở trên giường vẫy tay một cái mà yêu nhi hấp tấp đi tới cho hắn đấm chân một màn này nếu để cho đám kia trưởng lão thấy được khẳng định hội chồng mắt đi một mảnh đây chính là một cái đồ đê tiện a Giang giật hờ hững nhìn qua như một đầu tiểu cầu ngồi quỳ chân lấy cười tủm tỉm ma yêu nhi, cũng cảm giác là như vậy không chân thật. Hắn còn nhớ rõ rõ ràng, lần thứ nhất gặp ma yêu nhi lúc, nàng là cỡ nào lãnh diễm cao quý, cỡ nào ngang ngược bá đạo, khi đó hắn còn muốn lấy đem cái này ma yêu nhi lột sạch y phục treo lên treo một ngày, lại không nghĩ rằng phong thủy luân chuyển, hắn còn có để ma yêu nhi phục thị cái này một ngày. Ra, muốn ăn bạch xà quả sao, đập một hồi, ma yêu nhi ngồi quỳ chân tại giang giật bên người, ôn nhu mà hỏi, Giang giật liếc mắt nhìn nhìn nàng một chút, cười tủm tỉm nói ra ta muốn ăn thỏ trắng quả. Mà yêu nhi khẽ giật mình, nghi hoặc hỏi, cái gì là thỏ trắng quả ta làm sao chưa từng nghe nói ra, thứ này tuyết vực có sao? Có, Giang giật cười hắc hắc, ánh mắt rời xuống, quét về phía mà yêu nhi trước ngực sung mãn, đầy mắt tỏa ánh sáng nói ra, thứ này bất kỳ nữ nhân nào đều có hai cái. Xì, si, mà yêu nhi tỉnh ngộ lại, thân thể mềm mại run lên, toàn thân tê dại, đỏ mặt đến hỏa thiêu, hai tay biến thành nắm đấm, không thuận theo đánh lấy giang giật lồng ngực, làm nũng nói, nhân ra không tới rồi, ra lại không cao mỏng nhân ra, ra, người quá xấu á. Ha ha ha, giang giật cười dài, nói ra, nam nhân bất phôi, nữ nhân không yêu, muốn ta nói nữ nhân các người đều là tiện nhân, nam nhân tốt không ai thích, tự thích phá hư. Không sai, ta chính là tiện, mà yêu nhi nhếch miệng, liếc mắt nói, nhân ra nếu là không tiện, lại thế nào thích người cái này đại phôi đàn, làm sao lại phục thị ngươi a? À từ nhỏ đến lớn ta nhưng từ không có phục thị qua ai, phụ hoàng ta gọi ta đấm lưng cho hắn, ta đều không làm đấy. Giang giật trở mình con, nằm xuống, vén chân lên nói tốt, ra muốn ngủ, mau tới cấp cho ra làm ấm giường đi. Ta mới không đâu, mà yêu nhi nhanh chóng nhảy dựng lên, lắc đầu nói ra, mẫu hậu nói qua, nữ hài tử không có thể quá tùy tiện, chỉ có thể đại hôn sau mới có thể đem thân thể giao cho phu quân. Mà tình người nhanh lên tu luyện tới thiên quân đỉnh phong đi, đến lúc đó có thể hướng phụ hoàng ta cầu hôn, phụ hoàng khẳng định sẽ đồng ý, hắn rất thích người đấy. Cầu cái giám, Giang giật chừng mắt nói, ta lúc nào nói qua muốn cưới ngươi trước quan sát một đoạn thời gian, chờ ngươi cái này tính xấu sửa lại lại nói. Ngươi, mà yêu nhi kém chút lại muốn bão nổi, bất quá rất nhanh suy sụp xuống tới, đỏ hồng mắt vỉ khuất nói ra, nhân ra gần nhất biểu hiện được còn không tốt sao ma tinh, ngươi không thể quá phận. Giang giật lặng lẽ nhìn qua ma yêu nhi, trọn vẹn nhìn người hơi thời gian, thấy nàng thấp đi đầu không dám cùng hắn đối mặt, mới nhàn nhạt, nhạt nói ra, miến cứng cũng tạm được, nghe lời trở về đi ngủ, còn có mấy ngày liền đến phục hồ tông, có thể sẽ tao ngộ ải nhân tộc cùng còn lại chủng tộc, chúng ta muốn dưỡng tinh tụ lực, tùy thời nghênh đón đại chiến. Tốt đấy, mà yêu nhi đạt được giang giật khẳng định, lộ ra nụ cười ngọt ngào, hàm tình mạch mạch nhìn giang giật một chút, quay người rời đi. Giang giật lại mất ngủ, trong khoảng thời gian này tới tiếp xúc, hắn phát mà yêu nhi cũng không như trong tưởng tượng xấu như vậy, nàng chỉ là một cái bị làm hư tiểu công chúa thôi nếu như là địch nhân hắn có thể không lưu tình chút nào giết nàng nhưng giờ phút này hắn lại lừa gạt thiếu nữ này tình cảm lợi dụng nàng cái này khiến hắn có chút không đành lòng lương tâm trải qua ý không đi mà yêu nhi càng lún càng sâu hắn còn có thể kéo lấy chờ ngày nào ải nhân tộc che diệt hắn đột nhiên rời đi hắn không biết mà yêu nhi có thể hay không điên rồi có thể hay không tự sát việc đã đến nước này nghĩ quá nhiều cũng vô ý thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng đến lúc đó rồi nói sau Giang giật thì thào một tiếng, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Phụ cận đều là trưởng lão, hắn cũng không dám tu luyện, phía trước tu luyện 8 tháng hắn cũng nghĩ nghỉ ngơi thật tốt, trong khoảng thời gian này vừa vặn bổ sung một chút giấc ngủ. Hừng đông về sau tiếp tục lên đường, theo tới gần phục hổ sơn, bốn phía cũng dần dần náo nhiệt lên. Trên đường Giang giật tựu tao ngộ ba cỗ tiểu bộ đội, tại ma kỵ bình luận dưới, Giang giật minh bạch đây là hai cái tuyết vực đại tộc sứ giả, rõ ràng cũng là đến cho tào tông chủ chúc thọ. Tào Bồi Văn năm nay 150 tuổi, hắn thành danh tại 80 năm trước, cái này 70 năm tại hắn thống soái dưới, phục hổ tông một mực bá chiếm tuyết vực 10 tông đứng thứ hai. Tào Bồi Văn thực lực cũng là công nhận tuyết vực thứ hai, gần với thiên ẩn tông tông chủ phía dưới, nghe nói hắn cảm ngộ một loại rất cường hãn đạo văn bát tinh đạo văn, đại địa chi thuẫn. Bằng vào cái này đạo văn, Tào Bồi Văn lực phòng ngự đạt đến kinh khủng tình trạng, ngoại trừ thiên ẩn tông tông chủ, còn lại tuyết vực bán thần coi như liên hợp lại hắn đứng tại chỗ đều không ai giết chết được hắn. Mà lại tào bồi văn công kích cũng không tình yếu, tại thiên ẩn tông không tham dự tuyết vực phân tranh tình huống dưới, cái này tào bồi văn kỳ thật liền là tuyết vực bá chủ, hắn đại thọ, tuyết vực gần ngàn lớn nhỏ chủng tộc tự nhiên đều sẽ phái người đến chúc mừng. Bát tinh đạo văn, đại địa chi thuẫn, sang giật nghe ma kỵ truyền âm bình luận, mặt mũi tràn đầy thổn thức, hắn cái này ngũ tinh đạo văn liền có thể băng phong thiên lý địch nhân, lôi bán tiên thất tinh đạo văn có thể để thời gian ngược dòng, cái này bát tinh đạo văn nên đến cỡ nào cường đại nhất cường đại cửu tinh đạo văn cùng trong truyền thuyết trung cực đạo văn nên khủng bố đến mức nào giang giật không cách nào tưởng tượng. Ra, đến Phục Hồ Sơn, người có thể ngàn vạn muốn áp chế thoáng cái tính tình của ngươi, tuyệt đối không thể đắc tội Phục hổ Tông người. Mà yêu nhi truyền âm cũng vang lên, đem giang giật suy nghĩ kéo lại, kia cái gì Phục Hồ Tông thiếu tộc trưởng truy cầu ta rất nhiều năm, sở dĩ đến Phục Hồ Sơn, chúng ta vẫn là không muốn biểu hiện được quá mức thân mật, nếu không sẽ mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Ra, yên tâm đi, trong lòng ta chỉ có ngươi." A, à, Giang giật mày kiếm vẩy một cái, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, xem ra lần này Phục Hổ Sơn chi hành sẽ không quá bình tĩnh a. À. Chương 1006, một đám phế vật. Phục Hổ Sơn chi hành hoàn toàn chính xác không bình tĩnh, còn chưa tới Phục Hổ Sơn tựu xảy ra chuyện. "Báo!" Một cái đại thống lĩnh chạy như bay đến, thật xa tự quát khẽ nói, "Thần nữ, chư vị trưởng lão." phía trước có ải nhân tộc cản đường là khâu rõ ràng khâu rõ ràng mà yêu nhi cùng ma kỵ bọn người cao mày người này các nàng ngược lại là đều biết chính là khâu minh đệ đệ khâu minh chết rồi khâu rõ ràng thường vị trở thành một đời mới thiếu tộc trưởng giờ khắc này ở phục hổ dưới núi ngăn lại mọi người khẳng định kẻ đến không thiện mà yêu nhi trong tay roi xuất hiện lông mày dựng lên lạnh giọng nói ra khâu minh mang theo bao nhiêu người rời cái này có bao xa đại thống lĩnh trả lời người ngược lại là cũng không coi là nhiều bốn năm cái đi, cũng đều là cường giả. Bất quá phổ cận có rất nhiều người người xem, mãnh tượng tộc thiếu tộc trưởng cũng tại. Mà kỷ sợ mà yêu nhi muốn hô đánh kêu giết, vượt lên trước mở miệng hỏi, không thể đi vòng qua. Vì sao muốn lượn quanh, mà yêu nhi bá rất phung tay lên nói, nhiều người như vậy người xem, chúng ta nếu là đường vòng, về sau còn cần tại thuyết vực lăn lộn có phải hay không ải nhân tộc xuất hiện địa phương, chúng ta đều muốn đường vòng A đi, cùng lắm thì một trận chiến, không ngu sao mà không sợ chết, liền để hắn theo hắn ca ca đi. Mà kỵ bọn người không phản bác được, mà yêu nhi nói không sai, giống như đường vòng đi, về sau chẳng lẽ nhìn thấy ải nhân tộc đều đường vòng đi ma kỷ ánh mắt tự động hướng giang giật nhìn lại, nhìn thấy hắn một mặt nhẹ nhõm, có chút giải sầu vung tay lên nói kia đi thôi, đi chiếu cố khâu rõ ràng, bất quá thần nữ, người cũng đừng quá xúc động. Ma kỷ nói xúc động, mà yêu nhi đột nhiên giật mình, ánh mắt hướng giang giật trông lại, sợ hắn sinh khí, giang giật không thèm để ý chút nào khua tay nói, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, đi. Hiu, mà yêu nhi tựa như đạt được thánh chỉ, lập tức đầy mắt hưng phấn, khống chế phi liêm thú hướng phía trước nhanh chóng bay đi, ma kỵ bọn người vội vàng đuổi theo. Phi hành trăm dặm, phía trước một tòa núi cao chi đỉnh sừng sững mấy chục người xuất chúng người trong tầm mắt. Giang giật thần thức cũng dò xét đến, phụ cận bên trong ngọn núi nhỏ cũng hoàn toàn chính xác có rất nhiều người tại người xem, có mãnh tượng tộc mấy chục người, còn lại các loại trùng tộc kỳ lạ mấy trăm người, đều là một đoàn nhỏ một đoàn nhỏ, người không nhiều thực lực lại đều rất cường đại, giờ phút này những người kia cũng đều nhiều hứng thú nhìn qua bên này, chờ lấy xem kịch vui. Hắc hắc, mà yêu nhi người còn dám ra, trên đỉnh núi, một cái bị một đám người lùn vây quanh tuổi trẻ người lùn mở miệng nói chuyện, hắn người mặc hoa lệ chiến khải, khuôn mặt coi như khôi ngô, nhưng vóc dáng quá thấp, thấy thế nào đều lộ ra buồn cười. Ánh mắt của hắn tại Ma Yêu Nhi nở nang thân thể mềm mại bên trên đảo qua, lạnh giọng nói ra, giết ta đại ca, biển máu này thâm cừu ta khâu rõ ràng lập thể muốn các ngươi thiên ma tộc nợ máu trả bằng máu. Mà yêu nhi xưa nay không là bị người mắng không nói lại chủ, nàng mắt phượng lạnh lẽo, khống chế phi liêm thú rừng ở giữa không chung, đùa cợt nói ra, rõ ràng người lùn, người đại ca bố cục giết ta, lại bị ta phản sát, đây là các ngươi ải nhân tộc vô năng, muốn giết ta mà yêu nhi người đại ca không được, người cũng không được. Khâu rõ ràng cùng khâu minh dáng dấp có mấy phần giống nhau, Giang giật cũng cảm ứng được cái này khâu rõ ràng thực lực cũng không tệ lắm, hẳn là nhưng so sánh tam tứ tinh cường giả, khâu tay không bên trong hai cái thiết trùy rõ ràng không phải hàng thông thường, phía trên hiện ra ám lam sắc u quang, hẳn là cổ khí. Hừ hừ, khâu rõ ràng hừ lạnh vài tiếng, song thiết trùy vung lên, trong mắt đều là khiêu khích, nhìn qua Ma Yêu Nhi nói, Ma Yêu Nhi, ngươi lợi hại như vậy, có dám hay không cùng ta đơn đấu nếu ta thua, mặc cho ngươi xử trí, nếu ngươi thua chỉ cần cho ta làm nô một tháng là được thế nào ngươi là có hay không cùng ngươi phụ hoàng đồng dạng có loại nha. Ta quên đi, ngươi thế nhưng là không mang theo đem nương môn, như thế nào lại có loại đâu ha ha ha. Suy suy, mà yêu nhi trên roi dài quang mang lấp lánh, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là nổi giận, liền muốn khống chế phi liêm thú hướng phía trước bay đi, tiếp nhận quyết đấu, mà kỵ vội vàng kéo mà yêu nhi, ánh mắt cũng quét về phía giang giật xin giúp đỡ. Khủ khủ, giang giật ho nhẹ hai tiếng, mà yêu nhi trên người nổ khí lập tức như thủy chiều thối lui, ánh mắt xóa xóa bất bình nhìn qua giang giật, ma phù bọn người ánh mắt cũng nhìn về phía giang giật, đều hy vọng giang giật có thể khuyên nhủ ma yêu nhi. Giang giật bất đắc dĩ nhún vai, khống chế phi liêm thú hướng phía trước bay mấy trượng, ánh mắt tại người lùn trên thân quét qua, quát khẽ nói, nhà ta thần nữ hoàn toàn chính xác không mang theo đem, ta ma tinh lại đàn ông, ta chơi đùa với người đi. Ta cũng không cùng ngươi quyết đấu, kia là khi dễ ngươi, một mình ta chọn các ngươi một đám, sinh tử chớ luận. Xoạt, toàn trường vỡ tổ, phụ cận vô số người xem tuyết vực võ giả đều nghị luận không ngớt, trên mặt lộ ra vẻ đùa cợt, coi là Giang Giật là một người điên, một cái mới thiên quân thất trọng võ giả, dám khiêu chiến bốn năm mươi cái ải nhân tộc cường giả, hắn không phải tên điên là cái gì. Nhưng mà, để mọi người càng thêm chấn kinh ngạc sự tình còn tại đằng sau, khâu bạch nhãn mắt co rụt lại càng không dám đáp lời, còn lại người lùn cũng đều trầm mặc không nói, không ai dám tiếp Giang Giật. Mà kỵ đám người trên mặt lộ ra ý cười, mà yêu nhi một đôi mắt đẹp sáng như tinh thần, nhìn chằm chằm giang giật ánh mắt đều là ái mộ cùng sùng bái một người khiêu chiến một đám cường giả đám kia cường giả cái rắm cũng không dám phóng một cái đây là cỡ nào bá khí a à. ma tinh ta biết ngươi khâu bạch nhãn mắt lấp lóe một vòng cắn răng nói ra ngươi yên tâm đi luôn có một sẽ để cho ngươi sống không bằng chết hôm nay ta tìm là ma yêu nhi chuyện không liên quan tới ngươi lăn đi khâu rõ ràng hoàn toàn chính xác biết rõ giang giật kỳ thật ma tinh cái tên này tại ải nhân tộc danh khí so ma yêu nhi còn muốn đại ải nhân tộc đã điều tra rõ ràng lần trước trận chiến kia, giang giật cư công chí vĩ, khâu minh cùng một đám ải nhân tộc cường giả toàn bộ đều là giang giật một người đánh giết. Giang giật băng phong thiên lý, còn có thần bí lục tinh đạo văn cách không đánh giết khâu đợi uổng công người cũng như sấm bên tai. Lần này khâu bạch đái người ra, ải nhân tộc tộc trưởng ra lệnh, không phải cùng thiên ma tộc lên xung đột, mà yêu nhi bọn người kỳ thật cũng đồng dạng nhận được ma thần mệnh lệnh. Khâu bạch cương vừa ngồi lên thiếu tộc trưởng chi vị, nóng lòng lập công, sở dĩ nghĩ đến chọc giận Ma Yêu Nhi, bằng vào ải nhân tộc trưởng ban cho chỗ dựa trùy thắng Ma Yêu Nhi một trận. Coi như Ma Yêu Nhi không dám ứng chiến, ải nhân tộc cũng giành được mặt mũi, quyết đấu việc này rất bình thường, chỉ cần Ma Yêu Nhi đáp ứng, coi như Tảo Bồi Văn cũng sẽ không ngăn cản. Không nghĩ tới giang giật thế mà đứng ra, còn trực tiếp muốn tới một trận sinh tử chớ luận tử chiến, hắn nếu là đồng ý, trước mặt nhiều người như vậy, coi như toàn bộ bị giết, ải nhân tộc cũng không tốt truy cứu khâu rõ ràng tự nhiên không có can đảm cùng giang giật đơn đấu những người còn lại cũng không dám loạn lên đại chiến vạn nhất khâu rõ ràng cũng chết trận ải nhân tộc tộc trưởng còn không phải phát cuồng a à. giang giật nghe được khâu rõ ràng đùa cợt nở nụ cười quay đầu nhìn qua ma yêu nhi bọn người quát khẽ nói thần nữ đi thôi chớ để ý đám phế vật này các người lớn mật bay đi phục hồ sơn ai dám động thủ trước ta để bọn hắn một cái vĩnh viễn lưu tại cái này hôm nay việc này giang giật thấy rất rõ ràng song phương tộc trưởng đều có bàn giao đại chiến bắt đầu không đến cùng hắn tại cái này lãng phí nước bọt còn không bằng đi phục hồ sơn nghỉ ngơi đâu khanh khách ma tinh theo ý ngươi lời nói ma yêu nhi mang theo một đám trưởng lão khống chế phi liêm vào chiều trên không trung bay đi cười lạnh nhìn qua ải nhân tộc nói ai dám động đến tay liền đem bọn hắn toàn bộ băm cho chó ăn giang giật uể oải đuổi theo bay đến ải nhân tộc trên không gặp ải nhân tộc đều không có bất kỳ cái gì hành động hắn cười nhạo một đám phế vật a à, À, khâu bạch khí đến thân thể rung động nguyên lực vận chuyển trong tay chỗ dựa trùy tản mát ra từng đạo khí thức kinh khủng phía trên đồ văn cũng lưu chuyển liền muốn xuất thủ bên cạnh ải nhân tộc trưởng lão liền vội vàng kéo hắn chờ giang giật bọn người đi sau mới buông ra một tên ải nhân tộc trưởng lão liên thanh truyền âm nói thiếu tộc trưởng bất giận cùng bọn hắn làm công khai khẳng định là chúng ta ăn thiệt thòi cái này ma tinh quần công đạo văn quá mạnh Vậy làm sao bây giờ khâu rõ ràng cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, chẳng lẽ lại cứ tính như thế ca của ta thù không báo? Thù khẳng định phải báo. Trưởng lão U U cười nói, công khai không thể tới, chúng ta có thể âm thầm đến, yên tâm đi thiếu tộc trưởng, ta nhất định khiến ma tinh đi không dưới Phục Hổ Sơn. Chương 1007, lại gặp nhau. Phục Hổ Sơn cùng Thiên Ma Sơn không sai biệt lắm, giống nhau là từng tầng từng tầng, bất quá Phục Hổ tông người đều là nhân loại bình thường, bên ngoài nhìn cùng người bình thường giống nhau như đúc duy nhất khác biệt bọn hắn nghi tâm có một cái hoa mai nốt ruồi. Đây là phục hồ tộc đặc điểm, cũng là bọn hắn kỳ lạ chỗ, các nàng tộc nhân trời sinh linh hồn cường đại, từng cái đều sẽ công kích linh hồn, linh hồn của các nàng công kích so thiên ma tộc có thể lợi hại hơn nhiều, chỉ cần sau trưởng thành, công kích linh hồn đều có thể so kim cương đỉnh phong, thực lực hơi lớn mạnh một chút, liền có thể đạt tới thiên quân. Phục hổ tông có thể xếp hạng thiên ẩn tông phía dưới, cũng không phải chỉ là tào bồi văn thực lực cường đại, cùng phục hổ tộc bản thân cường giả tầng tầng lớp lớp, tổng hợp chiến lực cường đại cũng là không phân ra. Công kích linh hồn kinh khủng nhất, giết người ở vô hình, sở dĩ tại giã ngoại tao ngộ phục hổ tông người, các tộc bình thường đều hội tránh đi, nếu không lúc nào chết cũng không biết. Phục hổ Sơn giờ phút này cũng rất náo nhiệt, vô số phục hổ quân sĩ vây quanh Sơn tuần tra đề phòng, cũng có chuyên môn tiếp đãi khách quý các trưởng lão xuyên tới xuyên lui, đem từng bầy chạy đến chúc thọ tuyết vực tộc nhân nghênh đón đi đỉnh núi. Ha ha ha, thiên hơi nhỏ tỉ, Giang giật bọn người vừa mới tới gần Phục Hồ Sơn, nơi xa một đội quân sĩ tự bay vụt mà đến, phía trước nhất là một cái tuổi trẻ công tử, 25-26 tuổi sở hữu, người mặc trường bào màu bạc, ngọc thụ lâm phong, khí độ bất phàm, hắn một bên cười to một bên bay tới, mi tâm một điểm màu đen hoa mai nốt ruồi có chút lóng lánh hắc quang, rất là khiếp người. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm ma yêu nhi nói, thiên hơi nhỏ tỉ, ta thế nhưng là trông mong tinh tinh, trông mong mặt trăng cuối cùng đem ngươi cho trông, ngươi cũng đã biết ta nghe nói người muốn tới, cái này mấy ngày ăn không ngon ngủ không được, người đã đến, ta cũng có thể ngủ ngon giấc. Hi hi, thiên nhi tỉ tỉ, công tử trẻ tuổi bên người có một cái xinh đẹp thiếu nữ áo trắng, nàng nói tiếp nói ra, thiên nhi tỉ tỉ đã lâu không gặp, người lại không đến, ca ca ta nhưng là muốn đi các ngươi thiên ma sơn làm khách. Quả nhiên đều có hoa mai nốt ruồi, giang giật nhìn thấy thiếu nữ này mi tâm cũng có một chút nốt ruồi, âm thầm ngạc nhiên, ma kỵ một đường cùng hắn nói một chút phục hổ tông sự tình hắn liếc mắt một cái liền nhận ra hai vị này công tử tiểu thư thân phận, công tử hẳn là phục hổ tông thiếu tông chủ tàu đoạn thiên, nữ thì là phục hổ tông đệ nhất tiểu thư tào thệ thủy. Thiên công tử, nước muội muội mà yêu nhi mỉm cười mở miệng, xác nhận giang giật phỏng đoán, nàng cười nhạt nói, đã lâu không gặp, lần này phụ hoàng vốn là không cho phép ta ra, nhưng như thế tựu không cùng hai vị gặp mặt, thiên nhi cũng rất là tưởng niệm, lão gia tử gần đây thân thể vừa vặn rất tốt. Lão tổ tông thân thể tốt đây, tào thệ thủy cười nhạt một tiếng, ánh mắt hướng ma kỵ bên này quét tới, rất nhanh tại giang giật trên thân dừng lại, nàng xảo tiếu yên này nhìn qua ma yêu nhi nói đến, thiên nhi tỷ tỷ, vị kia liền là các ngươi tộc gần nhất quật khởi tuyệt thế thiên tài sao. Đúng thế, ma yêu nhi kiêu ngạo nhìn qua giang giật nói, hắn liền là ma tinh, chúng ta chiến đường phó trưởng lão, nước trôi muội muội, người cũng đã được nghe nói hắn. Ha ha, tào thệ thủy hướng giang giật lễ phép nhẹ gật đầu, lại cười nói, nửa tháng trước trận chiến kia, đã sớm truyền khắp tuyết vực mà tình trưởng lão băng phong thiên lý cùng cách không đánh giết hai đại cường hoành đạo văn càng là như sấm bên tai, nước trôi làm sao có thể không biết. Tào thệ thủy nhìn hẳn là so ma yêu nhi còn nhỏ hơn tới một hai tuổi, nhưng so ma yêu nhi có thể thành quen nhiều, dáng vẻ cùng khí độ cũng rất là không tệ, một bộ hơi có chút rộng rãi váy trắng, để nàng hiển nhiên có chút yếu đuối, mái tóc của nàng hơi hơi uốn lượn, nhìn càng như mặt nước ôn nhu, làm lòng người sinh thương yêu, mặt của nàng là mặt trái xoan, có chút gầy gò, có một loại xương cảm giác đẹp ha ha ha, bên cạnh tàu đoạn thiên cười ha hả hướng giang giật chắp tay nói, ma tinh trưởng lão, tại hạ tàu đoạn thiên, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này tàu đoạn thiên quả nhiên đối ma yêu nhi có ý tưởng, sai, hắn hẳn là đối thiên ma sơn có ý tưởng. Giang giật từ khi cảm mộ thiên nhân hợp nhất trạng thái về sau, hắn cảm giác lực tụ rất nhạy cảm, hắn quan sát được tàu đoạn thiên xem ma yêu nhi lúc đôi mắt chỗ sâu lòng ham chiếm hữu cùng tham lam, giờ phút này mặc dù đối hắn cười, nhưng hắn lại cảm giác rất lạnh, trong lúc cười ẩn giấu đi một tia sát cơ. Hắn không muốn trêu chọc phục hồ tông, cũng không tâm tình cùng cái này tào đoạn thiên khách sáo, tùy ý chắp tay, hờ hững nói ra thiếu tông chủ quá khen rồi. Mà yêu nhi nhìn thấy tào đoạn thiên nụ cười trên mặt ngưng kết xuống tới, vội vàng hoa giải nói, thiên công tử, mà tình trời sinh tính quái gở, xin không nên phiền lòng, chúng ta lên núi đi thôi, đúng rồi. Thiên ẩn tông người đến sao, chư vị trưởng lão, mời lên sơn. Tào đoạn thiên trên mặt lại lộ ra mỉm cười, hướng ma kỵ bọn người vừa chắp tay, lúc này mới cùng ma yêu nhi cười nói, còn không có đâu, hẳn là trời sáng đến. Lần này thiên ẩn tông rất cho mặt mũi, phái một tên trưởng lão cùng mấy tên chắc tuyệt đệ tử đến đây, để phục hồ tông trên dưới rất là sợ hãi a. À. Tàu Tào đoạn thiên tào thể thủy bồi tiếp ma yêu nhi một đường hàn huyên, giang giật bọn người trầm mặc đuổi theo, một đám người trực tiếp lên phục hồ sơn tầng thứ 17. Phía trên cùng thiên ma sơn đồng dạng cũng là từng mảnh từng mảnh tòa thành, khác biệt duy nhất liền là thiên ma sơn phía trên có một tòa cung biệt, nơi này chỉ có một tòa thạch ốc. Thạch ốc rất nhỏ, đoán chừng chỉ có thể ở lại một người. Giang giật thần thức quét tới, phát hiện trong nhà đá có cấm chế, căn bản là không có cách dò xét. Ma tinh, khác đừng loạn dò xét, kia là tào tông chủ chỗ cư trú. Ma kỵ phát giác được giang giật nhô ra thần thức, vội vàng truyền âm nói, giang giật cũng không dám tiếp tục dò xét, vị này chính là tuyết phực người thứ hai, đắc tội lão gia hỏa này hắn tuyệt đối không cách nào tại tuyết vực đặt chân. Giang giật bọn người bị phục hồ tông trưởng lão mang đến một cái tòa thành ở lại, mà yêu nhi lại bị tào thệ thủy kéo đi nàng khuê phòng nói chuyện phiếm, tào đoạn thiên lại bay xuống đi đón khách, mà yêu nhi để giang giật bọn người an tâm ở lại, chờ đợi từ nay trở đi thọ yến. Giang giật có thể ngồi không yên, hắn lần này có thể đáp ứng đi theo đến phục hồ sơn, tự nhiên là có mục đích. Hắn muốn lần nữa bốc lên cùng ải nhân tộc chiến tranh, hai tộc không khai chiến, hắn lại như thế nào từ đó ngựa ông đắc lợi. Tại Phục Ma Sơn dưới, khâu bạch đái người chặn đường vốn là một cái cơ hội, sở dĩ hắn ra mặt. Nhưng mà khâu rõ ràng lại sợ, giờ khác này ở Phục Hổ trên núi, hắn cũng không dám làm loạn, chỉ có thể thần thức dò xét, tĩnh tỏa chờ cơ hội. Không biết thiên ẩn tông tới là ai năm trưởng lão hội sẽ không tới a à. Giang giật tâm niệm vừa động, hắn nhớ tới Mai Yêu Nhi cùng tàu đoán thiên đối thoại âm thầm có chút chờ mong, đáng tiếc Mai Yêu Nhi đi theo tàu thệ thủy đi một ngày, vào đêm sau cũng không trở về nữa, Giang giật không cách nào nghe ngóng tình huống. Đối với Ma Yêu Nhi an toàn, Giang giật cùng Ma Kỵ bọn người ngược lại là không có chút nào lo lắng, có tạo bồi văn cái lão quái này vật, tại phục Ma Sơn bên trên có thể xảy ra chuyện, đó mới là quái sự đâu. Cái này một ngày Giang giật ngược lại là dò xét đến rất nhiều chủng tộc kỳ lạ lên núi, tuyết vực gần ngàn cái thượng cổ di tộc để Giang giật mở rộng tầm mắt, cũng đối với thượng cổ thời đại rất là ước mơ, kia đích thật là một cái ẩm ẩm sóng dậy đại thời đại A ha ha ha, thiên ẩn tông quý khách giá lâm, phục ma sơn bồng tất sinh huy a. À. Ngày thứ hai ngày mới mới vừa sáng, đỉnh núi một tòa thành lâu đài bên trong tựu vang lên một đạo âm thanh vang dội, một người trung niên mang theo gần ngàn phục ma sơn cường giả đằng không mà lên, thanh âm của hắn cũng kinh động đến giang giật các loại chờ, sở hữu đến chúc mừng khách nhân. Thiên ẩn tông người đến, giang giật tâm niệm vừa động, thần thức trước tiên quét ra ngoài, thân thể của hắn cũng rất nhanh kịch liệt chấn động, tiếp lấy lệ rơi đầy mặt, không thể tự kiềm chế. Thiên Ma Sơn phía dưới, tại tàu đoạn thiên cùng hai tên trưởng lão dẫn đầu dưới, mấy tên khí chất đặc biệt nữ tử chính phiêu nhiên bay tới, phía trước nhất rõ ràng là ngũ trưởng lão, mà ngũ trưởng lão đi theo phía sau bốn tên cô gái trẻ tuổi bên trong, có một cái để giang giật hồn khiên mộng nhiễu nhiều năm thân ảnh. Tô như tuyết vậy mà đến rồi. Trường 1008, chỉ xích thiên nhai. Tám năm trước, Giang Giật vẫn là thiên võ thành Giang ra một cái mặc người khi nhục chi thứ thiếu ra lúc, hắn lần thứ nhất gặp được Tô Như Tuyết. Khi đó Tô Như Tuyết là linh thú Sơn Đạo Sư, Giang Giật kém chút bị thủ tiêu tư cách, về sau là Tô Như Tuyết giúp nàng. Từ ngày đó trở đi, hắn tự cùng cái này Đại Hạ Quốc Công Chúa có nan giải duyên, tại linh thú Sơn Học Viện, Giang Giật lần thứ nhất động tình. Tại Thiên Quân Mộ, Tô Như Tuyết nghĩa vô phản cố đi theo hắn, hắn phát hạ một cái lời thề, có người dám khi dễ nàng, hắn giết người, có gia tộc dám khi dễ nàng, hắn diệt tộc, có các nước chư hầu dám khi dễ nàng, hắn diệt quốc. Giang giật về sau cũng là làm như vậy. Hạ Vũ Thành bên ngoài hắn vì Tô Như Tuyết một người duy nhất kháng trăm vạn đại quân. Hắn ra Hạ Vũ Thành bên ngoài lúc Tô Như Tuyết cười loại kia sáng rỡ phong tình để Giang giật cả đời khó quên. Về sau hắn vẽ lên ba bức thiên họa, trong đó một bức liền là Tô Như Tuyết cười một màn kia. Hắn mệnh danh động tình. Tại U Minh cửu uyên, Tô Như Tuyết bị cơ thính vũ cưỡng ép rời đi. Một khắc này tâm hắn nát. Chỉ trước mắt mấy năm trôi qua cái này người con gái thân yêu nhất nhiều lần tại hắn trong mộng xuất hiện, hắn sông sáo hoang vu Đông Hải, tại Phượng Minh trong đại lục hiểm chết, bị tà phi kiếm vô ảnh truy sát, tại tội đảo bên trong khổ chiến, hắn một mực không có ngã xuống. Vô luận lại khổ lại mệt mỏi, hắn một mực không hề từ bỏ, bởi vì hắn nội tâm từ đầu đến cuối có một cái ý niệm trong đầu chống đỡ lấy nàng, hắn muốn tìm tới tô như tuyết, muốn đem nàng cứu trở về, muốn thủ hộ nàng cả một đời. 6 năm, tô như tuyết bị mang đi đến đã 6 năm hơn hai ngàn cái hàng đêm hắn một mực tưởng tượng lấy hai người gặp mặt tràng cảnh hắn cũng nghĩ qua đời này có thể vĩnh viễn không gặp được cái này người con gái thân yêu nhất lại không nghĩ rằng tại như thế tình huống đột nhiên gặp mặt hắn thân tử không đoạn rung động trong mắt nước mắt im ắng rơi xuống hắn không phải một cái yếu ớt người hắn rất ít rơi lệ giang vân hải từ nhỏ nói cho hắn biết nam nhi nhất định phải đỉnh thiên lập địa chảy mồ hôi chảy máu đơn độc không thể rơi lệ hắn thần thức một mực khóa chặt tô như tuyết nội tâm dâng lên vô hạn nhu tình cùng ái náy. Thời gian 6 năm không gặp, Tô Như Tuyết dung nhan cũng không có quá nhiều cải biến, chỉ là hơi có chút gầy gò. Nàng cũng càng lạnh, lạnh đến trong khung, trên thân cũng có một cỗ đặc biệt khí chất, lãnh diễm tới cực điểm. Tô Như Tuyết bề ngoài là tuyệt đỉnh, không thua tại Doãn Nhược Băng, giờ phút này một bộ váy trắng, theo bề ngoài đến trong khung đều là lãnh diễm, thoáng cái hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, Tào Đoạn Thiên ngay tại bên người nàng không xa, con mắt cũng một mực vô tình hay cố ý hướng bên này nghiêng mắt nhìn. Vù vù, vô số tòa thành bên trong, có rất nhiều công tử tiểu thư trưởng lão phi thân mà ra, thiên ẩn tông là tuyết vực vua không ngai, thiên ẩn tông sứ giả đó cũng là khâm sai, ai dám lười biếng. Ma tinh, theo chúng ta ra ngoài gặp mặt thiên ẩn tông ngũ trưởng lão cùng bốn vị thánh nữ. Ma kỵ thần thức quét vào đây truyền âm nói, giang giật tỉnh táo lại, thân thể hóa thành một đạo hồng quang sông ra đại điện, tiếp lấy bay lên tòa thành phía trên. Vù vù, Ma Kỵ bọn người lập tức đuổi theo kịp, toàn bộ trưởng lão cũng hơi khom người, Ma Kỵ chắp tay nói ra, tham kiến ngũ đại nhân, tham kiến bốn vị thánh nữ. Toàn bộ người đều khom mình hành lễ cùng kêu lên hét lớn, duy chỉ có giang giật kinh ngạc đứng tại giữa không trung, nhìn qua tô như tuyết không nói một lời, cũng may hắn coi như khắc chế, cũng không có rơi lệ, cũng không có lỗ mãng cử động, cứ như vậy kinh ngạc nhìn qua nàng. Ừ, giang giật như thế đặc lập độc hành hấp dẫn rất nhiều người chú ý, ngũ trưởng lão nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lướt qua tới sau lưng tô như tuyết bốn người cũng nhìn lại. Ngũ trưởng lão như có thâm ý nhìn qua giang giật một chút cũng không nói lời nào, nhưng giang giật vô lễ như thế nhìn chằm chằm tô như tuyết lại chọc giận tới còn lại ba tên thánh nữ. Một người quát lạnh nói thật can đảm, dám như thế khinh nhờn tuyết thánh nữ. Ma tinh, nhanh hướng thánh nữ bồi tội, ma kỵ luống cuống, cùng thiên ẩn tông là địch hạ chàng chỉ có một con đường chết, hắn vội vàng lôi kéo giang giật thấp giọng khuyên nhủ. Nhưng Giang giật lại mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ si ngốc nhìn qua tô như tuyết. Ma tinh, nơi xa cùng tàu thệ thủy cùng nhau bay ra ma yêu nhi nổi giật, giang giật nhìn như vậy lấy một nữ tử nàng nổi máu ghen, mặt ngọc rét lạnh quát lạnh nói, ma tinh, không được vô lễ, lập tức hướng thánh nữ bồi tội. Người cầm miệng cho ta, giang giật đột nhiên như phát điên hướng ma yêu nhi gầm thét, thanh sắc câu lệ, trong mắt đều là hàn quang, ma yêu nhi đầu co rụt lại, thân thể đều lui lại một bước, bị giang giật có chút biểu tình giữ tợn hù dọa. Giang giật thu hồi ánh mắt lại, lúc này mới tại ngũ trưởng lão cùng tô như tuyết chắp tay nói, mà tình tham kiến ngũ đại nhân, tham kiến tuyết thánh nữ. Tuyết thánh nữ, chúng ta từng tại hạ vũ thành gặp qua, người có nhớ. Sau khi nói xong, Giang giật nhìn chầm chầm vào tô như tuyết con mắt, để hắn thất vọng vô cùng chính là tô như tuyết đôi mắt một mực băng lãnh, không có nửa điểm tâm tình chập chờn nàng cũng căn bản không có mở miệng, lạnh đến cùng như băng sơn. Hừ, Giang giật nạt như thế mà yêu nhi, nhìn chầm chầm vào tô như tuyết xem, giờ phút này còn nói một chút không giải thích được, chọc giận Tào Đoạn Thiên, hắn lạnh lùng hừ một cái nói, "Ma Tinh, người cái này bắt chuyện trình độ quá thấp a, bốn vị thánh nữ đều là chúng ta phục hổ tông khách nhân tôn quý nhất, dám mạo phạm các vị thánh nữ, kia chính là ta Tào Mỗ địch nhân." Tào Đoạn Thiên hiển nhiên thật sự nổi giận, nếu không cũng sẽ không nói ra như thế lời nói đến, mà kỵ bọn người sắc mặt lại biến, ma phù lạnh giọng truyền âm nói, "Ma Tinh, đừng có lại nổi điên, nếu không chúng ta toàn bộ đều phải chết." Giang giật, cùng một thời gian, ngũ trưởng lão truyền âm cũng vang lên tại giang giật trong đầu, chớ làm loạn, ta hôm nay có thể đem tô như tuyết mang đến, là bởi vì ngươi giúp chúng ta giết khâu minh, ta cố ý an bài ngươi gặp nàng một mặt. Ngươi cũng nhìn thấy, tô như tuyết căn bản không có nửa điểm ký ức, sở dĩ ngươi làm loạn, sẽ chỉ hại các ngươi, ta cũng sẽ lập tức mang nàng rời đi. Hô hô, giang giật liền nhìn đều không có xem tào đoạn thiên một chút, hắn thật sâu ít mấy hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đè xuống cưỡng ép đem tô như tuyết mang đi xúc động trong lòng của hắn rất rõ ràng ngũ trưởng lão cũng không có lừa hắn tô như tuyết hoàn toàn chính xác tiến vào tẩy hồn trì ký ức bị phong ấn nàng giờ phút này căn bản không biết hắn nếu không ánh mắt sẽ không như vậy lạ lắm sẽ không không có nửa điểm tâm tình chập chờn trên thế giới chuyện thống khổ nhất không phải sinh không thể luyến mà là thích nhất nữ nhân đứng tại trước mặt nhưng căn bản không biết mình chỉ xích thiên nhai tô như tuyết mặc dù gần trong gang tắc nhưng giang giật lại cảm giác ở xa thiên nhai a a a hắn ngửa mặt lên trời giống dài, một tiếng so một tiếng đại, trong thanh âm đều là vô tận thống khổ, vô tận bi ai, vô tận cô đơn. Hắn nhìn thật sâu tô như tuyết một chút, sau đó dứt khoát hướng nơi xa bay đi, hắn không dám ở phục hổ trong núi dừng lại, bởi vì hắn sợ khống chế không nổi chính mình, sẽ trực tiếp đem tô như tuyết cưỡng ép mang đi, sẽ nổi điên đem tất cả mọi người cho giết chết. Ây, ma kỵ bọn người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, không biết giang giật đến cùng thế nào tại sao lại đột nhiên phát cuồng bạo tẩu. Mà tình trở về, mà yêu nhi nhìn qua giang giật vậy cũng là bi thương cô đơn tịch mịch bóng lưng nội tâm khẽ động, trong mắt nước mắt xì rào rơi xuống, hồ to hướng giang giật đuổi theo. Nhưng giang giật đạt đến thiên quân thất trọng, tốc độ so ma yêu nhi nhanh, nàng đuổi một khoảng cách phát hiện trong tầm mắt đã đã mất đi giang giật thân ảnh. Người kia, một mực không có mở miệng tô như tuyết, đang nghe giang giật gào lên đau xót một khắc này, đột nhiên nội tâm có chút rung động, nàng kinh ngạc nhìn qua giang giật rời đi phương hướng, chờ một hồi mới hướng ngũ trưởng lão truyền âm hỏi, ngũ trưởng lão, người kia đến cùng là ai vì sao hắn gào lên đau xót lúc, lòng ta hội từng trận nắm chặt đau ta biết hắn sao. Người không biết hắn, hắn chỉ là một người điên thôi. Ngũ trưởng lão trong mắt ông ánh lóe lên một cái rồi biến mất, hắn sắc mặt rất nhanh khôi phục hờ hứng, có chút bên mặt từ tốn nói. Lập tức dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm thì thào, không sai, hắn là một người điên, là yêu cuồng nhiệt tên điên. Trường 1009, không đủ. Phục hổ sơn nam bên cạnh mấy ngàn dặm bên ngoài cánh đồng tuyết phía dưới, giang giật một người vùi ở trong động đất, hắn tựa như một đầu không có xương cốt côn trùng, co quắp tại trong động đất ôm đầu, nhắm mắt lại. Hắn cũng không có ngủ, hắn chỉ là cũng không biết đi đâu, không biết muốn làm gì, trong đầu của hắn một mảnh rối bời, có bi thương, có đắng chát, đành chịu. Hắn chỉ có dạng này có do thân thể mới có thể cảm giác một tia ấm áp. Hắn cần thời gian đến bình phục tâm tình của mình, hắn không thể ở tại Phục Hồ Sơn, sở dĩ hắn lựa chọn tùy ý tìm một chỗ chữa thương, tựa như một cái cô lang đồng dạng tại nơi hẻo lánh bên trong liếm láp miệng vết thương của mình. Ngũ trưởng lão trước kia nói qua, hắn gặp tô như tuyết cũng vô dụng, giờ phút này hắn cũng phát hiện, cái này gặp mặt còn không bằng không thấy, không thấy mặt còn có một tia tưởng niệm, giờ phút này gặp ngược lại thật sâu đâm bị thương hắn, để hắn dị thường khó chịu. Hô hô, trọn vẹn trên mặt đất trong động nằm một canh giờ, giang giật mới hít một hơi thật sâu xoay chuyển qua thân thể lộ ra một nụ cười khổ tâm tính của hắn rất cường đại vẻn vẹn một canh giờ tựu bình phục xuống tới cái này nếu là đổi lại những người còn lại không phải điên rồi không thể chí ít như tuyết hết thảy bình an cái này đủ hắn nhẹ giọng thì thào trên mặt cười khổ cũng chuyển hóa cố tình hài lòng đủ mỉm cười chỉ cần tôi như tuyết bình an còn lại cũng không tính là cái gì nàng quên đi ký ức hắn có thể nghĩ biện pháp giúp nàng khôi phục ký ức nàng không thể rời đi tẩy hồn trì nàng có thể giúp thiên ẩn tông hoàn thành kia hai chuyện, chỉ cần có một tia hy vọng hắn cũng sẽ không từ bỏ, mặc kệ lại khổ lại mệt mỏi, hắn đều có thể kiên trì, bởi vì tô như tuyết so với hắn còn muốn khổ. Tỉnh táo, tỉnh táo, hắn hung hăng vuốt vuốt mặt mình, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn vừa rồi rời đi phục hổ sơn là đúng, hắn nếu là nghĩ đến làm sao mang đi tô như tuyết, nghĩ đến giúp thế nào tô như tuyết khôi phục ký ức, vậy sẽ chỉ hại nàng. Từ hôm nay trở đi, giang giật, người muốn quên như tuyết chờ đến hai chuyện này triệt để hoàn thành. Giang giật âm thầm hạ quyết tâm, coi như hắn có thể đem tô như tuyết cưỡng ép mang đi lại như thế nào một năm về sau tô như tuyết đồng dạng sẽ chết. Sở dĩ hắn chỉ có nghĩ biện pháp san bằng ải nhân sơn, đồng tiến nhập huyền thần cung đạt được thiên ẩn tông thánh vật. Không thể kéo dài được nữa, Giang giật não hải nhanh chóng chuyển động quyết định, kéo càng lâu đối với hắn càng bất lợi, lần này phục hổ sơn chi hành là cơ hội tốt nhất hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này bốc lên hai tộc chiến tranh để hai tộc triệt để không cách nào hòa giải tìm cơ hội xử lý khâu rõ ràng chết một cái thiếu tộc trưởng phục hồ tông có thể đè xuống ải nhân tộc liên tục chết hai cái ải nhân tộc còn có thể nhẫn sao nếu là ải nhân tộc tiếp tục nhịn xuống đi vậy sau này cũng không cần tại tuyết vực lăn lộn nếu không bất kỳ một cái nào tông tộc đều có thể cầm ải nhân tộc khai đao hắn trên mặt đất trong động trọn vẹn nghĩ đến một ngày một đêm tại hừng đông thời gian nghĩ đến một cái kế hoạch Hắn cũng không có mạo muội ra ngoài, mà là tiếp tục tại cái này ngồi chờ, hôm nay là Phục Hổ Tông Tông chủ Thọ Thần sinh nhật, hắn đi Phục Hổ Sơn đem rất có thể nhìn thấy Tào Bồi Văn, đây chính là Tuyết vực đệ nhị cường giả, như bị hắn xem thấu thân phận liền phiền toái. Ầm, um, vào buổi tối, hắn thân thể theo trong động đất bắn ra, hướng Phục Hổ Sơn phóng đi. Hắn cách Phục Hổ Sơn có mấy ngàn bên trong, trong đêm hắn không dám đi được quá nhanh, đoán chừng chờ hắn bên trên Phục Hổ Sơn yến hội đã sớm kết thúc hắn cũng sẽ không tao ngộ tào lão quái hắn đôi mắt băng lãnh hành tẩu như gió trong đêm băng nguyên rất ít tuyết rơi nhưng sắc trời rất là lờ mờ nhìn có chút kiềm chế trong đêm cương phong cũng vô cùng nồng đập một cái không tốt sẽ bị cương phong tập kích chết oan chết uổng bất quá giang giật không cần lo lắng vấn đề này cương phong với hắn mà nói chỉ là lấy mãi không hết dùng mãi không cạn năng lượng mà thôi tại lúc nửa đêm hắn đã tới phục hổ dưới núi phục hổ tông đệ tử truyền báo lên ma kỵ cùng phục hổ tông một cái đại thống lĩnh tự mình xuống tới đón hắn ma tinh người đi đâu thần nữ đều vội muốn chết ma kỵ vừa nhìn thấy giang giật hoàn hảo không chút tổn hại như chút được gánh nặng phục hổ tông đại thống lĩnh lại tựa như xem quái vật nhìn xem giang giật hôm qua giang giật quá khác thường để bọn hắn đều coi là giang giật nổi điên không có việc gì liền là tại phụ cận đi lòng vòng làm phiền trường lão cùng thần nữ phí tâm giang giật lạnh lùng chắp tay không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt mà kỷ có chút thở dài một hơi giang giật thế nhưng là thiên ma tộc tương lai hy vọng ma thần đối với hắn rất coi trọng giờ phút này gặp hắn khôi phục như cũ dáng vẻ tâm hắn cũng buông xuống hơn phân nửa hắn vội vàng lôi kéo giang giật lên núi đỉnh bay đi một bên bay một bên truyền âm nói nhanh đi tòa thành thần nữ có thể một mực chờ đợi ngươi trở về yến hội đều không có đi tham gia ây giang giật nao nao đi theo lên núi đỉnh tiến vào trước kia ở lại tòa thành bên trong vừa mới vào đại môn một đạo làn gió thơm đập vào mặt, mà yêu nhi kéo lại giang giật tay nói, ma tinh, người rốt cuộc trở về, đến cùng chuyện gì xảy ra. Không có việc gì, nam nhân sự tình, nữ nhân ít hỏi thăm. Giang giật chừng mà yêu nhi một chút, trực tiếp hướng bên trong đi đến, không có một đám trưởng lão quét tới quái gì ánh mắt. Mà yêu nhi bị giang giật chừng mắt liếc, treo lấy một trái tim ngược lại rơi xuống, giang giật nhìn giống như trước đây, cái này cho thấy không có việc lớn gì. Nhìn cái gì vậy toàn bộ tản, mà yêu nhi lạnh lùng nhìn lướt qua ra trưởng lão, nhanh chân hướng giang giật gian phòng đi đến, đi vào tụ mở ra gian phòng cấm chế, nhìn qua trầm mặc ngồi ở trên giường giang giật, rụt rè kêu một tiếng, ra. Ừm, giang giật hừ một tiếng, chỉ vào hai chân, mà yêu nhi vội vàng hấp tấp ngồi quỳ chân trên giường cho giang giật đấm chân, đập một hồi mới len lén liếc giang giật một chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ra, người biết cái kia tuyết thánh nữ, không biết, Giang giật hờ hững nói ra, nàng chỉ là cùng ta trước kia một người bạn dáng dấp rất giống, ta nhận lầm người. Bằng hữu mà yêu nhi ánh mắt lộ ra một tia đề phòng, hỏi, người nàng ở đâu tại trong tộc sao? Nàng chết rồi, Giang giật nhắm mắt lại, nặng nề thở dài nói, nàng là cùng ta thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên bằng hữu bốn năm trước nàng cùng phụ thân hắn ra ngoài, toàn bộ bị ải nhân tộc đánh chết, ta lần thứ nhất nhìn thấy tuyết thánh nữ tưởng rằng nàng, sở dĩ thất thố, a à, à, thì ra là thế. Mà yêu nhi bừng tỉnh đại ngộ, nội tâm lo nghĩ cùng lo lắng cũng quét sạch sành xanh, nàng nhu tình như nước nhìn qua giang giật nói ra, mà tinh, đừng thương tâm, người chết không thể phục sinh, người cũng giết nhiều như vậy ải nhân tộc, xem như vì bọn nàng báo thù. Chưa đủ, giang giật ánh mắt lộ ra ánh mắt cừu hận, hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra, lần kia ta cũng tại phủ cận, ta nhìn tận mắt các nàng bị giết, người hành hung ta đã điều tra ra được, người lùn kia giờ phút này ngay tại phục hồ sơn, là khâu tay không dưới một cái đại thống lĩnh. a à, mà yêu nhi nhìn qua giang giật trong mắt sát khí bị hù dọa, liên thanh khuyên ngủ, mà tinh, người cũng không thể làm loạn, nơi này là phục hổ sơn, mà lại lần này phụ hoàng bàn giao, tuyệt đối không thể lại cùng ải nhân tộc lên xung đột, nếu không tộc pháp xử trí. Yên tâm đi, giang giật khóe miệng lộ ra một tia lãnh ý, u u nói ra, ta sẽ không ở phục hổ sơn động thủ, ta cũng sẽ không động thủ trước, ta hội buộc ải nhân tộc động thủ trước, lại đem bọn hắn diệt sạch. Thiên, việc này người khác đừng dính vào, ta ma tinh ai làm nấy chịu, việc này qua đi chính ta trở về hướng tông chủ thỉnh tội. Như vậy sao được, ma yêu nhi lập tức không làm, thân thể đứng thẳng, thân thể mềm mại ưỡn một cái nói, ma tinh, đã người quyết ý muốn làm, vậy chúng ta liền đem khâu đợi uổng công tất cả mọi người lưu lại, chỉ cần sự tình làm xinh đẹp, ải nhân tộc lấy không được chứng cứ cũng không có cách. Việc này ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, là chủ ý của ta, sau khi trở về cùng lắm là bị phụ hoàng ta quan mấy tháng thôi chương 1010, U Linh Tộc, Giang Giật Chính đang chờ câu này, mà yêu nhi là ma thần độc nữ, tính cách rất là điêu ngoa, nếu nàng muốn giết khâu rõ ràng, coi như ma thần biết rõ nhiều nhất của trách vài câu. Nếu như là Giang Giật đến chủ đạo việc này, chuyện tính chất lại khác biệt, đến lúc đó không nói thiên ma tộc Pháp xử tử hắn, coi như ma thần có một tia hoài nghi, ải nhân tộc đại quân áp cảnh đem hắn giao ra, vậy liền mã lạc qua bích. Ma tinh, Người mới vừa nói không tại phục hồ sơn động thủ chúng ta cũng đừng động thủ trước để bọn hắn động thủ trước, chú ý này tốt, đến lúc đó tốt nhất an bài mấy cái ngoại tộc tại phụ cận cho chúng ta làm chứng. Dạng này chúng ta liền có thể quang minh chính đại đánh giết khâu đợi uổng công người, lại để cho ải nhân tộc không lời có thể nói, phụ hoàng khẳng định cũng sẽ không trách phạt chúng ta. Mà yêu nhi hưng phấn trong phòng đổi tới đổi lui, nàng bản thân cũng là tốt đánh hiếu sát chủ, lần trước kém chút bị khâu minh bắt lấy mang về, mặc dù khâu minh cuối cùng bị giết, nàng khẩu khí này còn không có nuốt xuống tới. Giang giật âm thầm gật đầu, cái này mà yêu nhi vẫn không tính là quá ngu, hai người bí mật thương lượng đến hừng đông thời gian, mà yêu nhi mới hưng phấn rời đi, ước định trời sáng bắt đầu chấp hành kế hoạch. Giang giật nghỉ ngơi một hồi tựu rời giường, thọ yến đã qua, mọi người cũng nên lên đường trở về. Giang giật ra ngoài ăn điểm tâm, lại phát hiện tất cả mọi người ánh mắt nhìn hắn cũng không giống nhau, cũng không phải là đêm qua loại kia ánh mắt nhìn quái vật mà là mang theo một tia mập mờ, còn có một tia cung kính. a, à, Giang giật rất nhanh đã hiểu, mà yêu nhi đêm qua tại trước mắt bao người tiến vào gian phòng của hắn, thẳng đến hừng đông thời gian mới rời đi, nàng rời đi lúc đầy mắt hưng phấn mừng rỡ, cái này khiến ma kỵ bọn người hiểu lầm, coi là hai người đã phát sinh quan hệ, hắn đã coi như là ma thần con rể. Thần nữ đâu, hắn không thấy được ma yêu nhi, thuận miệng hỏi một câu, ma kỵ lập tức cung kính trả lời, chờ một chút chúng ta liền muốn rời đi, thần nữ đi cùng trôi qua thủy tiểu thư cáo biệt. A à nha, Giang giật nhẹ gật đầu, uống một chút cháo loáng, lại thuận miệng hỏi, những người còn lại đều là hôm nay rời đi sao? Không sai biệt lắm, Ma Kỵ gật đầu nói, cũng đều là hôm nay lên đường trở về, bất quá thiên ẩn tông người nửa đêm hôm qua liền rời đi. Ừ, Giang giật trong mắt chợt lóe sáng, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Rời đi cũng tốt, tránh khỏi nhớ mong, đối với hắn cùng tô như tuyết tới nói, không thấy so chuyển biến tốt một chút, cái này sẽ không để cho hắn như vậy thống khổ. Tô như tuyết hoàn toàn không nhớ rõ hắn, gặp mặt cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nàng chỉ cần bình an, có gặp hay không đều như thế. Mà yêu nhi qua nửa canh giờ trở về, nàng vừa tiến đến tự truyền âm nói, ma tinh, chúng ta muốn lập tức lên đường, khâu bạch cương mới cũng cùng tào đoạn thiên đi cáo biệt, hẳn là lập tức liền hội lên đường. Tốt, Giang giật vui vẻ đứng dậy, mà kỵ bọn người đã sớm chuẩn bị xong, mọi người đi ra phía ngoài, cùng đến đây tiến biệt các trưởng lão hàn nguyên vài câu tào thể thủy cũng nguyện thân tiến biệt để giang giật hơi nghi hoặc một chút chính là tào đoạn thiên thế mà chưa từng xuất hiện không biết có phải hay không là đi tiến biệt những người còn lại đi toàn bộ người lên phi liêm thú hướng phía dưới bay đi rất nhanh bay xuống phục hồ sơn về phía tây bên cạnh bay đi toàn bộ dừng lại chuyển hướng đi băng hải vẻn vẹn bay khỏi phục hồ sơn chăm dặm mà yêu nhi đột nhiên khống chế phi liêm thú ngừng lại khẽ kêu mà Kỵ bọn người sắc mặt lập tức biến đổi, Ma kỳ cấp bách nói ra, thần nữ không thể, tông chủ đến trước bàn giao, theo phục hổ sơn rời đi lập tức muốn trở về Thiên Ma Sơn. Bên trong băng hải các tộc cường giả đông đảo, mà lại bên kia là khâu đợi uổng công người hồi trở lại Ải Nhân Sơn phải qua đường, qua bên kia dễ dàng xảy ra chuyện. Đúng vậy a, à, Ma Phù cũng liền âm thanh khuyên nhủ, thần nữ, lần trước sự tình mặc dù tại Tào Tông chủ lực áp phía dưới lắng lại, nhưng Ải Nhân tộc khẳng định ghi hận trong lòng, nếu chúng ta đi băng hải Nói không chừng lại sẽ bị bọn hắn phục kích, đến lúc đó có thể sẽ toàn quân bị diệt. Nói nhảm, mà yêu nhi lông mày dựng lên, phẫn nổ quát chúng ta nhiều như vậy cường giả còn sợ chỉ là ải nhân tộc băng hải ở giữa băng hoa hẳn là mở ra. Ta hàng năm đều muốn đi ngắm hoa, trước kia còn không phải các ngươi theo giúp ta đi lần này còn nhiều thêm ma tinh, đến lại nhiều người lùn lại có sợ gì chi ải nhân tộc tổng sẽ không xuất động tộc trưởng của bọn họ a à. Cái này, cứ việc mà yêu nhi nói đến có lý, nhưng ma kỳ cùng ma phù lại thế nào dám mạo hiểm bọn hắn đem ánh mắt đều nhìn về phía Giang Giật, chỉ có Giang Giật có thể thuyết phục tiểu ma nữ này thay đổi chủ ý. Giang Giật nội tâm thầm vui, mà yêu nhi cái này trò vui còn diễn thật không tệ, việc này tự nhiên là hôm qua hai người thương lượng xong. Hắn dừng một chút, cũng giả bộ khuyên nói ra, thần nữ, vẫn là đi về trước đi, quay đầu lại đi băng hải, lần trước khâu rõ ràng bị chúng ta làm nhục một phen, đoán chừng hội trả thù. Ma tinh, người cái này không hiểu, mà yêu nhi ngạo nghễ ưỡn ngực, Khoát tay nói chính là bởi vì sợ khâu rõ ràng trên đường phục kích sở dĩ ta mới muốn thay đổi tuyến đường đi băng hải khâu đợi uổng công người muốn phục kích chúng ta khẳng định tại phục hồ sơn đến thiên ma sơn nửa đường phục kích bọn hắn như thế nào lại nghĩ đến chúng ta đi băng hải lại nói chúng ta đi băng hải đi một vòng lập tức tự hồi trở lại ai có thể biết rõ hành tung của chúng ta giang giật đôi mắt nhất chuyển, gật đầu nói thần nữ nói thật giống như cũng có đạo lý a chư vị trưởng lão thấy thế nào mà kỵ bọn người á khẩu không trả lời được mà yêu nhi nói đến cũng không phải không có đạo lý, bất quá bọn hắn vẫn cảm thấy đi băng hải quá mạo hiểm. Lần này tới nhiều như vậy chủng tộc sứ đoàn, có rất nhiều đều là muốn đi ngang qua băng hải, nhiều người tự nhiên là loạn, vạn nhất xảy ra chuyện gì bọn hắn chỉ có muôn lần chết. Hừ hừ, các người không bồi ta, chính ta đi. Mà yêu nhi không đợi được kiên nhẫn, trong tay màu đen trường tiên xuất hiện, khống chế phi liêm thú hướng vùng đông nam bay đi. Mà kỵ bọn người vừa mới nghĩ hô vài câu, giang giật lại sớm nói ra đi thôi thần nữ tính cách các ngươi cũng không phải không hiểu rõ dù sao đi một vòng tự hồi trở lại đi đi thôi ma kỵ nhóm người bất đắc dĩ chỉ có thể đuổi theo cũng may băng hải khoảng cách cái này cũng không xa chỉ có vạn dặm lộ trình đi đi một vòng nhiều nhất chậm trễ hai ba ngày thời gian mọi người ngược lại là cũng không thèm để ý ma tinh ta rất thông minh a à. ma yêu nhi quay đầu nhìn thấy ma kỵ bọn người đi theo hướng giang giật nhoẻn miệng cười một mặt lấy lòng Giang giật lặng yên giơ ngón tay cái lên, mà yêu nhi lập tức trong bụng nở hoa, cười đến trang điểm lộng lẫy, đẹp không sao tả xiết. Nhà đầu này trừ bỏ bị làm hư, tính cách bốc lửa một chút, còn lại phương diện ngược lại là cũng coi như không tệ, đáng tiếc. Ai, Giang giật nhìn qua mà yêu nhi tấm kia như hoa dung nhan, tinh thần có chút hoảng hốt. Đêm trước hắn đột nhiên rời đi, mà yêu nhi đuổi theo khóc la lên tên của hắn, tựa như một cái bị mất âu yếm đồ chơi hài tử hắn không có trở về ma yêu nhi liền tào bồi văn yến hội đều không có đi cơm nước không vào gặp hắn sau khi trở về loại kia theo linh hồn đến thân thể vui sướng thật sâu lây nhiễm hắn cô nàng này đối với hắn là động chân tình yêu đến trong khung hắn nghĩ đến các loại trở ải nhân tộc hủy diệt kia một ngày hắn đột nhiên rời đi ma yêu nhi kia đau đớn muốn tuyệt dáng vẻ trong lòng rất cảm giác khó chịu hắn đối đãi địch nhân có thể lãnh huyết vô tình nhưng lợi dụng thiếu nữ này đùa bỡn nàng tình cảm cái này khiến hắn không đành lòng Hắn một mực là cái tình trùng, không nhìn được nhất nữ nhân thương tâm thúc thiết, đối với nữ nhân cũng mềm lòng nhất, giờ phút này cũng có chút luống cuống, không biết nên về sau như thế nào đối mặt Ma Yêu Nhi. Mặc kệ, sau này hãy nói đi. Hắn lắc đầu, tạm thời đem chuyện này đè xuống, thần thức bốn phía liếc nhìn. Giống như hắn đoán không sai, Khâu rõ ràng người hẳn là theo dõi lấy các nàng. Ải nhân tộc tính cách bạo ngược, háo sắc thị sát, có thù tất báo, cái này tại Tuyết vực là có tiếng. Lần trước tại phục hổ dưới núi hắn làm nhục khâu rõ ràng, cái này khâu rõ ràng cũng vừa vừa trở thành thiếu tộc trưởng, không có khả năng nuốt xuống cái miệng này khí, bọn hắn đi băng hải chính cho khâu rõ ràng cơ hội. Không ra giang giật ngoài ý liệu, do xét một ngày về sau, giang giật phát hiện một chút tình huống đặc biệt, có người theo dõi bọn hắn, theo dõi bọn hắn không phải ải nhân tộc, mà là một loại đặc thù chủng tộc, u linh tộc. chương 1011 bị bao vây, U minh tộc tại tuyết vực là có rất nhiều tên, bọn hắn là tối cường theo dõi chủng tộc. Người cũng như tên, bọn hắn tựa như từng cái u linh, đến vô ảnh, đi vô tung. Mà lại thân thể bọn họ giống như tác kè hoa, tùy thời có thể tại bất luận cái gì địa điểm ẩn núp đi, cho dù có thần thức đảo qua trên người bọn họ, cũng không có nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu. Tự liền ma kỵ bọn người không có bất kỳ phát hiện nào, giang giật khác biệt, hắn có thiên nhân hợp nhất trạng thái, hắn đang bay liêm thú bên trên làm bộ nhắm mắt nghỉ ngơi, Do xét mấy lần, nhẹ nhõm truy tung đến hai cái U Minh tộc. U Minh tộc ngoại trừ truy tung người bản thân bên ngoài, bản thân chiến lực cũng không mạnh, trong tộc cường giả cũng không nhiều. Mấy trăm năm trước còn bị một cái đại tộc công kích, chết một nửa tộc nhân, sở dĩ U Minh tộc tuyệt đối không có lá gan chọc thiên ma tộc. Như vậy bọn hắn mục đích làm như vậy không cần nói cũng biết, khẳng định là bị Khâu Bạch mua được. Giang giật mở to mắt, ngáp một cái, không để ý tới phía sau hai cái con ruồi. Chính như Ma Yêu Nhi nói, có hắn băng phong thiên lý, chỉ cần không sử dụng bán thần, đến nhiều người hơn nữa đều là chết. Sở dĩ hắn không có nửa điểm e ngại, ngược lại hy vọng khâu bạch bọn người triệu tập nhiều một ít hải nhân tộc đến phục kích. Mà yêu nhi rất hưng phấn, một đường cưỡi ngựa xem hoa, đáng tiếc tuyết vực bây giờ không có cái gì tốt phong cảnh, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa. Giang giật đã sớm nhìn phát chán, mà yêu nhi lại tựa như hưởng tuần trăng mật, có giang giật hầu ở bên người, thời thời khắc khắc đều tràn đầy vui sướng. Đêm rất mau tới, mọi người cũng rời đi băng hải không xa, mà kỳ cẩn thận là hơn, lần này phái ra tám tên đại thống lĩnh tại bốn phía dò xét, tránh cho có người mai phục. Giang giật nhàn nhã tại trong trướng bồng nằm, mà yêu nhi ở một bên phục thị, theo trong giới chỉ lấy ra một chút tuyết vực đặc biệt linh quả, tự tay lột cho hắn ăn. Giang giật ngôn ngữ mặc dù rất lưu manh, bất quá chưa bao giờ động thủ động cước. Mặc dù xem mà yêu nhi tình huống này, chỉ cần không đột phá tầng cuối cùng phòng tuyến, coi như đem nàng lột sạch, mà yêu nhi cũng sẽ không thái quá kháng cự. Giang giật nội tâm có cái nút, đương nhiên sẽ không đi chiếm tiện nghi, lợi dụng thiếu nữ này tình cảm đã để trong lòng của hắn rất là xoắn xuýt. Một đêm vô sự, sau khi trời sáng tiếp tục lên đường, chỉ là đi nửa ngày Tiểu đã tới băng hải, băng hải trung tâm có một cái đảo nhỏ ở trên đảo. Đoạn thời gian này hội nở rộ rất nhiều đủ mọi màu sắc tiểu hoa, cái này tại tuyết vực là phi thường hiếm thấy sự tình, rất nhiều đại gia tộc tiểu thư cũng thích đi ngắm hoa. Mọi người để ý để phòng tiến lên tại băng hải bên trong tao ngộ mấy cái băng thú băng mị tập kích, những này đều không cần giang giật xuất thủ, tự có trưởng lão nhẹ nhõm đánh giết. Vừa tiến vào băng hải, trên đường tao ngộ còn lại chủng tộc cũng nhiều, băng hải là băng thú băng mị đại bản doanh, các tộc võ giả đều thích tới này săn giết băng thú băng nghị, nơi này vị trí địa lý cũng rất đặc thù tại 10 tòa thần sơn trung ương, nghĩ không náo nhiệt cũng khó khăn. Thần nữ, ta hít mắt một hồi, chờ đến băng đảo đánh thức ta, đêm qua ngủ không ngon. Giang giật cùng Ma Yêu Nhi nói một tiếng, lại tại phi liêm thú bên trên cúi đầu thấp xuống giả bộ nghỉ ngơi ma yêu nhi gật đầu đáp ứng ma kỵ bọn người liếc nhau lại đều lộ ra một tia nam nhân mới hiểu nụ cười giang giật cùng ma yêu nhi vụng trộm trái cấm gần nhất hàng đêm đều tải trong trướng bồng ở lại giang giật có thể không khốn mới là lạ chứ kia hai cái cái đuôi còn tại a à, ải nhân tộc lúc nào sẽ xuất hiện a à. giang giật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái dùng thần thức dò xét một lần cũng phát hiện phụ cận có rất nhiều chủng tộc võ giả còn có người tại cùng băng thú khai chiến hắn thần thức thận trọng tránh đi ma kỵ bọn người sở dĩ bọn hắn cũng sẽ không có cảm giác đều cho là hắn chân chính đang ngủ ma tinh băng đảo đến một canh giờ sau ma yêu nhi thanh âm vang lên giang giật giật mình tỉnh lại đầy mắt mê mang bốn phía quét qua rất nhanh đôi mắt sáng lên tại tuyết này vực bốn phía đều là một mảnh rõ ràng giờ phút này phía trước một tòa sơn mạch bên trên lại đủ mọi màu sắc mùi thơm ngát xông vào mũi nghĩ không hấp dẫn người chú ý cũng khó khăn quả nhiên rất đẹp giang giật âm thầm gật đầu mà yêu nhi đã sớm khống chế phi liêm thú hướng băng đảo phóng đi tung xuống một đường tiếng cười cái này băng đảo rất lớn khoảng chừng phương viên vài dặm bởi vì băng hải đều kết băng sở dĩ nhìn càng giống một tòa băng sơn Mà tinh người mau đến xem a à, hoa này thật đẹp nha mà yêu nhi tựa như một cái ngây thơ lãng mạn hài đồng không ngừng uyển chuyển cười hướng giang giật ngoắc giang giật bất đắc dĩ chỉ có thể hộ tống tiến đến một đường bồi tiếp nàng ngắm hoa, nghe nàng nghĩ linh tinh. Ma kỵ hướng mấy cái đại thống lĩnh đánh một thủ thế, bọn hắn lập tức hướng bốn phương tám hướng tản ra, còn có người đi dưới lớp băng, hình thành một cái nghiêm mật đề phòng giới, có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều sẽ trước tiên hồi báo. Mà yêu nhi cùng giang giật đi rất chậm, các nàng tựa như hai cái câu cá người, đang chờ con cá mắc câu. Theo giang giật phỏng đoán, không ra một canh giờ khâu bạch tuyệt đối sẽ hiện thân, cũng sẽ có số lớn ải nhân tộc hướng bên này vây giết mà đến, Khâu Bạch coi như không khai chiến, cũng sẽ tìm về một chút mặt mũi. Vẹn vẹn nửa canh giờ, một tên đại thống lĩnh tự từ đằng xa chạy như bay đến, thật xa tự quát khẽ nói, thần nữ, chư vị trưởng lão, có biến, phía nam có hơn một ngàn ải nhân tộc thẳng đến băng đảo. Báo, phía bắc một tên đại thống lĩnh cũng quát khẽ, khâu bạch tới, khoảng cách bên này chỉ có hơn 10 dặm. Báo, báo, phía đông cùng phía tây đề phòng thống lĩnh cũng đồng thời hồi báo, bốn phương tám hướng đều là ải nhân tộc, bọn hắn bị bao vây ma kỵ bọn người sắc mặt đại biến ma kỳ quát khẽ nói toàn bộ hạ tầng băng đi chuẩn bị chiến đấu phá vây vội cái gì ma yêu nhi khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt nàng cùng giang giật lướt nhau trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn nói thiên đường có đường hắn không đi địa ngục không cửa sông tới chúng ta khác đừng chủ động động thủ chờ khâu bạch bọn người động thủ mà tình trước tiên phóng thích băng phong thiên lý sau đó đại khai sát giới ma kỵ ma phù lưu lại những người còn lại xuống dưới có giang giật tại mà yêu nhi nửa điểm đều không lo lắng, tràn đầy tự tin hạ lệnh. Yêu đương bên trong nữ nhân trí thông minh cơ hồ là số không, giang giật ngược lại là cũng không nói cái gì, mà yêu nhi hạ trong tầng băng, không có cái thùng thuốc súng này, cái này chiến đánh như thế nào được lên. Vù vù, không có qua quá lâu, nơi xa trên đường chân trời tiểu xuất hiện rất nhiều người lùn, liếc nhìn lại bốn phương tám hướng đều là, lít nha lít nhít như châu chấu. Bất quá những người lùn kia tại băng đảo phía dưới đều ngừng lại, đem băng đảo vây chật như nêm cối, Khâu Bạch mang theo 50 người trực tiếp lên đảo. Rất tốt, phụ cận có rất nhiều chủng tộc người xem. Giang giật phát hiện nơi xa có một ít kỳ dị chủng tộc hướng bên này dò xét, cũng có cường giả thần thức quét tới, vừa vặn làm chứng người. Giang giật dò xét một lần, nội tâm đại định, lần này Khâu Bạch chỉ là triệu tập mấy ngàn ải nhân tộc, còn có hắn mang theo trong người 450 cường giả, chút người này bọn hắn hẳn là có thể nuốt vào. Khâu Bạch, người có ý tứ gì triệu tập đại quân đem chúng ta vây quanh, chẳng lẽ nghĩ gây sự không thành. Khâu Bạch dẫn người băng băng mà tới, mà yêu nhi màu đen trường tiên dương lên khẽ kêu, giang giật cũng kín đáo chuẩn bị, tùy thời chuẩn bị động thủ. Ai ngờ Khâu Bạch tại ba dặm bên ngoài ngừng lại, ánh mắt u u nhìn về phía bên này cười lạnh nói, khôi hài, mà yêu nhi, cái này băng đảo là nhà các ngươi chỉ cho các ngươi đến ngắm hoa, không cho phép chúng ta tới đùa nơi này bản thiếu tộc trưởng đặt bao hết, mà yêu nhi mang theo các ngươi người cút đi, nếu không lột y phục của ngươi, vứt xuống băng hải bên trong cho ăn băng thú, cái này khâu bạch ngược lại là cũng không tính ngu xuẩn, không có lập tức động thủ, ngược lại muốn chọc giận ma yêu nhi, để chúng ta động thủ trước. Giang giật âm thầm tán thưởng, đưa tay giữ chặt nổi giận ma yêu nhi, vượt qua đám người ra, ánh mắt nhìn về phía khâu bạch nói, tên lùn, ngươi lại dính sát chính mình tìm đánh ngươi kia so hầu tử còn thấp bé thân thể ra một bàn tay liền có thể đập thành thịt nát, lập tức xéo đi, nếu không để các ngươi toàn bộ biến thành chết hầu tử, trưởng thành dạng này cũng suốt ngày ra mất mặt xấu hổ. So miệng pháo, Giang giật thật đúng là không sợ ai, khai chiến giang giật càng không sợ, sở dĩ hắn không cố kỵ gì. chương 1012, đây là một cái bẫy. Ải nhân tộc, dáng người thấp bé, cao nhất cũng không đến ba thước, đây là bọn hắn nhất tộc nhất tự ti địa phương. Bọn hắn vĩnh viễn chỉ có thể ngưỡng mộ người khác, vĩnh viễn bị người ngoại tộc nhìn xuống, bọn hắn cũng hận nhất ngoại nhân bắt bọn hắn thân cao nói sự tình, tính cách của bọn hắn như thế bạo ngược, hung tàn, háo sắc, thì sát cũng là bởi vì cực độ tự ti dẫn đến tính cách biến dị. Giang giật trước mặt mọi người bắt bọn hắn thân cao nói sự tình, còn điểm mấy lần khâu bạch bọn người toàn bộ nổi trận lôi đình, kém chút trực tiếp động thủ. để Giang giật bọn người kinh ngạc là khâu bạch cuối cùng nhịn được, trong tay chỗ dựa trùy đều quang mang lấp lánh, thật cao dương lên, sau đó hành quân lặng lẽ, ngược lại u u cười nói, mà tinh, làm người quá kiêu căng thường thường dễ dàng chết ngươi thì tính là cái gì không phải liền là dựa vào ma yêu nhi quan hệ bám váy bỏ lên sao miệng ngươi kỹ khẳng định không tệ a à đem ma yêu nhi hầu hạ rất thoải mái a à đúng rồi ma yêu nhi hương vị thế nào nàng kia hai bên đại thí cô uốn éo nhất định rất thoải mái a à. bá 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 ma kỵ ma phù toàn bộ sắc mặt đại biến giận tím mặt khâu bạch thật không có lần danh trước mặt mọi người khinh nhờn ma yêu nhi đây là đối thiên ma tộc lớn nhất nhục nhã ma yêu nhi càng là tức giận đến toàn thân phát run trong tay hắc tiên quang mang lấp lánh, liền muốn xuất thủ. Tất cả chớ động, mãnh tượng tộc thiếu tộc trưởng, u minh tộc, còn có rất nhiều chủng tộc đều tại phụ cận, chúng ta ra tay trước lời nói, sẽ cực kỳ bị động. Giang giật lãnh mâu chấp động, vội vàng thấp giọng quát khẽ, ải nhân tộc tộc trưởng cùng ma thần tại tào tông chủ trước mặt làm ước định, ai cũng không phải chủ động xuất thủ gây sự. Giờ phút này nhiều người như vậy chứng kiến dưới, ai động thủ trước vậy tuyệt đối hội đối lý, đến lúc đó thiên ma tộc nói không chừng sẽ bị ải nhân tộc mãnh tượng tộc hỏa cách tộc liên thủ hủy diệt. Âm, um, dám can đảm khinh nhờn nhà ta thần nữ, đi chết đi. Giang giật còn chưa nói xong, khâu bạch cách đó không xa mặt đất đột nhiên nổ tung, một tên thiên ma tộc đại thống lĩnh nổ bắn ra mà ra giống giật, một đôi lợi trào hung hăng hướng một tên ải nhân tộc đại thống lĩnh chụp tới, kia đại thống lĩnh giờ phút này ngay tại cười ha ha, căn bản không có phòng bị, bị thiên ma tộc đại thống lĩnh nhẹ nhõm xé rách, kia đại thống lĩnh cũng lập tức chui vào dưới mặt đất, biến mất không thấy. Thật can đảm, khâu bạch sắc mặt dây lát biến, giống giận, toàn bộ người đều thấy được chưa là thiên ma tộc động thủ trước, ải nhân tộc nghe lệnh, cho ta đem sở hữu thiên ma tộc cầm xuống, ta muốn đi tào tông chủ trước mặt phân xử. Không sai, bản thiếu tộc trưởng tận mắt nhìn thấy, thiên ma tộc cố tình gây sự, động thủ trước giết người. Vào thời khắc này, nơi xa truyền đến từng đạo tiếng bước chân nặng nề, từng bầy cự nhân nhanh chân đi đến, phía trước nhất một tên người mặc tử đồng sắc chiến giáp cự nhân, hắn lạnh giọng nói ra, các ngươi thiên ma tộc cũng quá bá đạo a, à, chẳng lẽ lại tuyết vực là các ngươi thiên ma tộc thiên hạ các ngươi muốn giết ai tựu giết ai chúng ta mãnh tượng tộc cái thứ nhất không phục, khâu bạch cứ lấy hạ bọn hắn, chúng ta cùng đi tào tông chủ trước mặt phân xử. Vù vù, phía đông một đám toàn thân mặc hỏa hồng sắc chiến giáp võ giả nhanh chóng tới gần, mà yêu nhi nhìn lướt qua, đôi mắt băng lãnh xuống tới, khẽ kêu nói, hỏa cách tộc cũng tới, đây là một cái bẫy. Ừm, giang giật sắc mặt ngưng trọng, phụ cận khắp nơi đều là người, rất nhiều chủng tộc đều tại quan sát, những người này cũng đều là chứng nhân, việc này làm sao đều nói không rõ. Đầu hắn nhất chuyển, đột nhiên nhớ tới cái gì, quát khẽ nói, đây không phải là chúng ta Thiên Ma tộc người, vừa rồi cái kia không phải chúng ta Đại Thống lĩnh. Không sai, Ma Kỳ cũng tỉnh ngộ lại, hoảng sợ nói, ta nói thế nào cảm giác lạ mắt đâu, kia là ngụy trang, hôm nay từ đầu tới đuôi đều là một cái bẫy. Vậy làm sao bây giờ? Ma Yêu Nhi luống cuống, tam tộc cường giả đều xuất hiện bằng vào bọn hắn chút người này xác định có thể giết ra khỏi trùng vây sao trộn giang giật cười lạnh trong mắt sát cơ tăng vọt quát khẽ nói toàn bộ xuống dưới chuẩn bị chiến đấu vù vù mà yêu nhi nhất nghe giang giật ma kỵ thì bị giang giật băng phong thiên lý hù dọa ba người trước tiên xông vào dưới mặt đất giang giật không có lập tức phóng thích băng phong thiên lý mà là truyền âm cho ma kỵ lập tức đưa tin cho tất cả mọi người ta công kích sau các người riêng phần mình tìm kiếm ải nhân tộc công kích phải tất yếu cầm xuống khâu bạch chúng ta có thể hay không còn sống trở lại thiên ma sơn, tự xem khâu bạch. Truyền âm xong, Giang giật hướng nơi xa quát lạnh, khâu bạch, chúng ta thiên ma tộc không muốn xé bỏ thể ước, lập tức ngừng tới gần, nếu không giết chết bất luận tội. Hừ, khâu bạch bắt lấy cơ hội tốt như vậy như thế nào lại từ bỏ, hắn cũng cũng không đến, bên cạnh hắn cũng có hơn 20 người không nhúc nhích, còn lại hơn 20 người xuất lĩnh mấy ngàn ải nhân tộc nhanh chóng tới gần, hắn bạo hống, ma tinh, ma yêu nhi. Thiên ma tộc tất cả mọi người nghe, lập tức ngừng phản kháng, chúng ta tuyệt không đả thương người, việc này đúng sai tự có tào tông chủ quyết đoán, ai dám phản kháng, chúng ta chỉ có cưỡng ép cầm xuống. Suy suy, vô số ải nhân tộc thân thể nhảy lên thật cao, đối mặt đất đột nhiên công kích, mặt đất hóa thành như gợn sóng phun trào, đây là ải nhân tộc đặc thù thần thông có thể chấn động không gian, để ma yêu nhi bọn người không thể trốn đi đâu được. Đã như vậy, chỉ có chết chiến, giang giật nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay múa, bốn phía lập tức phong vân phun trào, phạm vi ngàn dặm nguyên khí cùng băng tuyết chi lực hướng hắn tụ tập mà đi trong nháy mắt hóa thành một đạo hàn lưu hướng bốn phương tám hướng phúc tán mà đi phạm vi ngàn dặm cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành một mảnh băng thế giới tất cả mọi người bị đông cứng thật can đảm ngay cả chúng ta cũng dám công kích mọi người cùng nhau xông lên cầm xuống thiên ma tộc người hỏa cách tộc bên kia truyền đến một đạo quát lạnh âm thanh tiếp lấy vô số hỏa cách tộc hai tay sáng lên đạo đạo hồng quang đánh ra từng đạo hỏa diễm bốn phía nhiệt độ kịch liệt lên cao những cái kia bị băng phong người nhanh chóng bị làm tan phanh 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 khâu bạch phụ cận mặt đất tầng tầng bạo liệt hơn hai mươi người nổ bắn ra mà ra hai tay hiện ra hàn quang còn có người thả ra đạo văn công kích mà kỵ đứng mũi chịu sào mục tiêu rõ ràng là bị đông cứng thành băng côn vẫn chưa hoàn toàn giải phong khâu bạch ha 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 muốn cầm xuống ta các người quá ngây thơ rồi khâu bạch một mực không nhúc nhích thân thể tại thời khắc này đột nhiên động trong tay hắn cổ khí chỗ dựa chùy quang mang lấp lánh, phía trên từng đạo thần bí đổ văn cùng phù văn lưu chuyển, hắn thân thể nổ bắn ra mà lên, hai cái thiết chùy thì mang theo kinh khủng uy áp hung hăng hướng phía dưới đập tới. Vù vù, cùng một thời gian, khâu bạch người bên cạnh toàn bộ động, trong tay bọn họ đều cầm một viên hạt châu màu đỏ, hạt châu bên trên lóng lánh ánh sáng đỏ, nhiệt độ kỳ cao, linh hồn của bọn hắn cùng thân thể kỳ thật đã sớm giải phong, liền đợi đến thiên ma tộc người xông lên. Không được, ải nhân tộc có chuẩn bị mà đến, chúng ta trúng kế. Giang giật nội tâm trầm xuống, tam tộc liên thủ, có người giả mạo thiên ma tộc động thủ, ải nhân tộc trong tay cường giả cũng đều có hỏa châu, cái này nói rõ chính là vì đối phó hắn băng phong thiên lý, cái này bố cục người tất cả mọi chuyện đều tính toán rõ ràng. Hắn lại phạm vào một cái sai lầm chí mạng, quá khinh địch, vốn nghĩ tính toán ải nhân tộc, lại không nghĩ rằng bị người phản tính toán một chút. ma kỵ, mà yêu nhi, các người không muốn ham chiến, hạ tầng băng đi, kiên trì nửa canh giờ, hết thảy có ta. Giang giật thần thức đảo qua đi, truyền âm cho ma kỷ cùng ma yêu nhi, thân thể mình lại hướng nơi xa chạy như điên. Cục diện như vậy hắn chỉ có toàn lực thi triển sở hữu thủ đoạn, đem ở đây tất cả mọi người đánh giết, bằng không hắn có thể trốn được, ma yêu nhi bọn người tuyệt đối sẽ toàn quân bị diệt. chương 1013, hắn là Giang giật. Đã muốn thi triển tất cả thủ đoạn, vậy tuyệt đối hội bại lộ thân phận, sở dĩ hôm nay trình diện người đều muốn chết. Mà lại chiến trường chính không thể tại phụ cận, không thể để cho thiên ma tộc người dò xét đến thủ đoạn của hắn, hắn còn cần mượn nhờ thiên ma tộc lực lượng hủy diệt ải nhân tộc. Vù vù, tốc độ của hắn đã tới cực hạn, hướng phía nam chạy như điên, hắn lần nữa thả ra băng phong thiên lý, đồng thời giống giận ai cản ta thì phải chết. Xuy suy giang giật trong tay một cây trường thương xuất hiện, nguyên lực công kích phóng thích, mấy vạn đạo thương ảnh gào thét mà ra, đem phía trước từng mảnh từng mảnh băng phong người lùn nổ thành mảnh vỡ. Giang giật liên tục dùng phong hóa vạn thiên thả ra 4 năm lần nguyên lực công kích, phía trước gần ngàn người lùn rất nhanh toàn bộ bị hắn bình định, phòng vây bị hắn xé rách một cái lỗ hổng, Giang giật cũng quay đầu hướng khâu bạch bọn người quét qua, cười ha hả không người lùn, muốn giết ra bằng các người đám này người lùn còn chưa đủ, đối đãi ta trở lại thiên ma tộc, nhất định bẩm báo tông chủ, suốt đại quân san bằng các người ải nhân sơn. Nói xong Giang giật hướng phía nam chạy như điên, khâu bạch nổi giận đại hống vài tiếng, vung tay lên nói, đuổi theo, Khâu Di người dẫn người đuổi theo giết Ma Tinh, hỏa hợp các ngươi nhất tộc có thể khắc chế hắn băng phong thiên lý, các ngươi cũng đi đuổi giết hắn, tuyệt đối không thể để người này đào tẩu, nếu không hậu hoạn vô tận. Giang giật nhìn rất trẻ trung, lại cảm mộ một cái ngô tinh đạo văn một cái lục tinh đạo văn, đợi một thời gian đột phá bán thần tuyệt đối thỏa thỏa. Thiên ma tộc nếu là có thể có được hai tên bán thần, đến lúc đó tuyệt đối lực áp còn lại tông phái, thậm chí còn có thể uy hiếp được phục hổ tông địa vị, trở thành tuyết vực bá chủ, ải nhân tộc cùng thiên ma tộc có huyết hải thâm cừu, về sau khẳng định là bị đánh áp đối tượng, khâu bạch như thế nào lại phóng giang giật rời đi. Truy, hỏa cách tộc tới gần trăm người, toàn bộ hướng giang giật phóng đi, mãnh tượng tộc thiếu tộc trưởng cũng vung tay lên, sau lưng một nửa người hướng giang giật truy sát mà đi, ải nhân tộc bên kia càng là đi hơn phân nửa cường giả, còn có hơn hai ngàn người lùn. Còn như, mà yêu nhi bên này, không có giang giật, bọn hắn mấy chục người cũng lật không nổi cái gì bọn nước, hủy diệt cùng bị bắt chỉ là vấn đề thời gian, khâu bạch căn bản không lo lắng. Tới tốt lắm, Giang giật một đường lao nhanh, tốc độ từ từ thả chậm, âm thầm tính toán lấy khoảng cách, mà yêu nhi nói qua thần trí của nàng cũng chỉ có thể dò xét 10 dặm, sở dĩ hắn chỉ cần rời đi chiến trường chính 20 dặm liền có thể tùy ý khai chiến, đem người truy sát toàn bộ đánh giết, lại nghĩ biện pháp đánh giết những người còn lại. Uống hay, ma tinh cầu tặc, người trốn không thoát, ma tinh, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, chúng ta lưu người toàn thây. Giang giật trốn được tương đối nhanh, bản thân nguyên lực cảnh giới cũng đã tới thiên quân thất trọng, tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Sở dĩ coi như thiên quân đỉnh phong tại mấy hơi thời gian cũng căn bản đuổi không kịp, Giang giật không cần trốn được quá xa, mấy chục giảm khoảng cách cũng chỉ là mười mấy hơi thở thời gian thôi. Mười giảm, hai mươi giảm, ba mươi giảm, Giang giật âm thầm tính toán lấy lộ trình, người phía sau khoảng cách càng ngày càng gần. Mấy cái ải nhân tộc đã trải qua rồi dùng thiết truy nện đất, chấn động không gian để tốc độ của hắn giảm bớt lần nữa vọt lên 10 dặm, giang giật tốc độ không ngừng bị ảnh hưởng, khoảng cách song phương cũng càng ngày càng gần, phía sau ải nhân tộc hai mắt sáng lên, không ngừng phóng thích công kích, mấy tên cường đại hỏa cách tộc trong tay lóng lành ánh sáng đỏ, tùy thời chuẩn bị khai hỏa. Dầm dầm dầm, tại khoảng cách song phương kéo đến ngàn trượng bên trong, 10 tên ải nhân tộc nhảy lên thật cao, song chỉ đột nhiên nện đất, mặt đất như sóng lớn chấn động, không gian cũng kịch liệt sóng gió nổi lên. Giang giật biến thành ngập trời cự lãng bên trong thuyền nhỏ, thân tử không bị khống chế theo không gian gợn sóng hướng phía trước đãng đi. Tốt, 10 tên hỏa cách tộc trưởng lão nhãn con người sáng lên, tốc độ đột nhiên tăng lên, hóa thành 10 đầu cuồng long hướng giang giật phóng đi, hai tay cùng lúc đánh ra, từng đạo kinh khủng hỏa xà hướng phía trước gào thét mà đi. Hỏa xà vừa ra, không gian nhiệt độ kịch liệt lên cao, phía dưới băng tuyết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, bầu trời rơi xuống bông tuyết cũng thay đổi thành tuyết nước, sau đó biến thành hơi nước, che đậy một khoảng trời suy suy, 10 đầu hỏa xà đem giang giật bao phủ đi vào, tất cả mọi người ngừng công kích, đùa cợt nhìn qua giang giật, chờ lấy vị này tuyệt thế thiên tài vẫn lạc. Hỏa cách tộc ngoạn hỏa kia là tuyết vực đệ nhất, 10 tên trưởng lão hỏa diếm quá kinh khủng, bình thường người một khi bị bao phủ chỉ có biến thành cặn bã. a à, để 10 tên hỏa cách tộc trưởng lão rất kinh ngạc sự tình phát sinh, giang giật toàn thân bao phủ tại trong ngọn lửa, cũng không có nửa điểm sự tình. Mọi người cho là hắn lực phòng ngự rất cường đại, nhưng cuối cùng khẳng định gánh không được hỏa diễm thiêu đốt, sớm muộn muốn chết. Nhưng mà, Giang giật thân thể trên mặt đất một điểm, lại nhẹ nhõm xông ra hỏa diễm giới nhanh chóng hướng bọn họ phản công kích mà đến, trường thương trong tay cũng đã biến mất, mà là biến thành một cái nguyễn kiếm. Ô ô thùng thùng, nguyễn kiếm múa, thật lâu không có thả ra thần âm thiên kỹ phóng thích, âm thanh khủng bố hướng bốn phương tám hướng chuyển đi. Cái này thần âm thiên kỹ so trước kia càng kinh khủng, giang giật cảnh giới tăng lên, thần âm thiên kỹ uy lực cũng tăng lên, tất cả mọi người ôm đầu, mặt mũi tràn đầy thống khổ, chỉ có hai tên linh hồn tương đối cường đại võ giả còn có thể gánh vác được. Băng phong thiên lý, Giang giật một cái tay khác múa, hấp dẫn phạm vi ngàn dặm nguyên khí cùng băng tuyết chi lực, lần nữa thả ra băng phong thiên lý, bên này thần âm thiên kỹ một mực không có đình chỉ phóng thích. Thần âm thiên kỹ cùng băng phong thiên lý song trọng đả kích phía dưới, toàn bộ người ngu xuẩn. Hỏa cách tộc lúc đầu có thể gánh vác được băng phong thiên lý, nhưng giờ phút này linh hồn bị thần âm thiên kỹ công kích, căn bản không thể hình thành hữu hiệu phòng ngự, cũng không thể phóng thích hỏa diễm, sở dĩ thoáng cái toàn bộ bị đông cứng. Cương Phong chi nhận, Giang giật thả ra băng phong thiên lý về sau, không có chút gì do dự, trước tiên vỗ ra Cương Phong, ngưng kết thành Cương Phong chi nhận hướng bốn phương tám hướng bao phủ đi, một cái tay khác thần âm thiên kỹ tiếp tục phóng thích, làm cho tất cả mọi người không thể tránh né cùng phòng ngự, chỉ có thể làm sống được biên ngắm. A, à, a, à, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, Cương Phong chi nhận quá hung tàn, ải nhân tộc hỏa cách tộc mãnh thượng tộc nhân căn bản không thể phòng ngự cùng tránh né. Ai có thể chống đỡ được cương phong chi nhận từng mảnh từng mảnh người bị rào sát, chỉ là hai hơi thời gian tựu chết đi hơn phân nửa người. hỏa cách tộc mười tên trưởng lão đứng mũi chịu sao thân thể bị xoắn thành huyết vụ, liền cặn bã đều không có còn lại. cương phong, đây là cương phong thần âm thiên kỹ hắn không phải ma tinh, hắn là giang giật. a, à, không, một tên ải nhân tộc trưởng lão tỉnh ngộ lại, nhưng hắn thân thể vẫn chưa hoàn toàn giải phong, còn chưa kịp gọi hàng tự bị cương phong rào sát, hóa thành một vũng máu. Chết, Giang giật thân hình như rồng, đôi mắt băng lãnh như địa ngục ác ma, thần âm thiên kỹ càng giống là ác ma kêu khóc, cương phong chi nhận như ác ma lấy mạng đoạt hồn tác, vô thanh vô tức, giết người ở vô hình. Ê, bốn phía ẩn núp có còn lại chủng tộc người, đang xem náo nhiệt, vốn cho rằng giang giật hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng chỉ là mấy cái trong chớp mắt tình thế nghịch chuyển, mấy ngàn người bị giang giật cuồng quét không còn, mắt thấy là phải toàn bộ tàn sát sạch sẽ kia là cương phong thần âm thiên kỹ, chẳng lẽ hắn là? Giang giật, các vị người xem trong mắt cường giả hiện lên một tia kinh nghi, tuyết vực một chỗ tại đại lục cực bắc, ngăn cách. Nhưng đại tộc các trưởng lão vẫn là rất chú ý đông hoàng đại lục tình huống, nếu không vạn nhất đông hoàng đại lục triệu tập đại quân, bọn hắn chết như thế nào cũng không biết. Đối với giang giật sự tình, người bình thường không biết, các tộc cường giả cùng trưởng lão vẫn là hơi có nghe thấy. Vù vù, giang giật đem ba tộc nhân toàn bộ rào sát, thân thể bắn nhanh mà đến, mục tiêu lần này là những cái kia tiềm phục tại phụ cận người vây xem. Một cái đặc thù chủng tộc trưởng lão nhìn thấy giang giật cặp kia đỏ như huyết con ngươi, triệt đề minh bạch, hắn giống to, hắn không phải ma tinh, hắn là giang giật. Là đông hoàng đại lục giang giật, chết, hôm nay tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Giang giật nguyễn kiếm cuồng vũ, dư tợn mặt cùng cặp kia đỏ như huyết con người thấy tất cả mọi người linh hồn rung động, người thấy khí thức tử vong. chương 1014, toàn bộ lưu lại. Giang giật bên kia chiến đấu tiến vào hồi cuối, mà yêu nhi bên này chiến đấu cũng rất thảm liệt. Mặc dù ma yêu nhi các nàng đều không dám xông tới, nhưng ải nhân tộc một mực ảnh hưởng hành động của các nàng tốc độ, các nàng căn bản trốn không thoát, tam tộc cường giả cũng theo thông đạo đi vào lòng đất, một đường truy sát. Tình hình chiến đấu rất là thảm liệt, tam tộc bị ma kỵ bọn người đánh chết không ít người, nhưng ma kỵ mấy người cũng chết một nửa người. A à người ở phía trên lại bị đóng băng, ma kỵ bọn người chính khổ không thể tả chạy trốn thời điểm đột nhiên phát hiện phía trên mặt đất chấn động dừng lại hắn thần thức quét qua phát hiện tất cả mọi người lại bị đóng băng rất rõ ràng là giang giật ở phía xa lại thả ra băng phong thiên lý liên đới đem bên này người đóng băng khâu người lùn người của ngươi làm sao không chịu nổi một kích như vậy a à ta còn không có giết qua nghiện toàn bộ đều đã chết đều là ta phế vật a à, ha 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 không có qua quá lâu một đạo thanh âm niếc tai nhức óc theo phía nam chuyển đến thanh âm kia dùng nguyên lực quán chú vang vọng phương viên hơn 10 dặm, tại băng nguyên bên trong quanh quẩn không ngớt. Bá ba bá, bá, khâu bạch hỏa học bọn người sắc mặt đại biến, nhiều người như vậy đuổi theo giết giang giật, giờ phút này giang giật còn không có như thế dầm dĩ trương địa truyền lời tới, điều này nói rõ cái gì nói rõ những người kia giết không được giang giật, ngược lại bị hắn chân áp hoặc là đánh chết. Thiếu tộc trưởng, làm sao bây giờ? Khâu bạch bên người một tên trưởng lão tiêu gấp quát khẽ, giang giật giết không được, coi như cầm xuống mà yêu nhi mấy người cũng tác dụng không lớn, uy hiếp lớn nhất đến từ gian giật, như cho hắn chạy trốn, về sau đột phá bán thần, ải nhân tộc tụ thảm rồi. Hỏa học, mạnh đạt, chúng ta đừng quản đám người này, đi trước vây giết ma tinh. Ma yêu nhi bọn người trốn không thoát, chỉ cần ma tinh chết một lần, đại cục đã định. Khâu bạch cùng hỏa cách tộc mãnh tượng tộc thiếu tộc trưởng phân biệt truyền âm một câu, hắn lập tức lại cùng bên cạnh trưởng lão hạ lệnh, người lập tức phía tây ngoài trăm dặm triệu tập viện quân. Liền nói bọn hắn còn không xuất thủ, chúng ta liền muốn toàn quân bị diệt. Ma Tinh cũng muốn trốn. Phía Tây, ải nhân tộc trưởng lão nháy nháy mắt, có chút không rõ, hỏa cách tộc cùng mãnh tượng tộc nhân đều xuất hiện, còn có cái gì viện quân A hắn thân thể không nhúc nhích, kinh nghi mà hỏi thiếu tộc trưởng, phía Tây còn có cái gì viện quân A. Người đừng quản nhiều như vậy, đi qua liền có thể nhìn thấy người, theo ta nói đủ là được. Khâu bạch quát lạnh, hai cái thiết trùy vung lên, giận dữ hết tất cả mọi người nghe lệnh, đi trước truy sát Ma Tinh. Vù vù, hỏa cách tộc cùng mãnh tượng tộc nhân cũng rút lui hướng phía nam chạy như điên. Bọn hắn lần này có thể liên hợp, kỳ thật hoàn toàn là bởi vì thiên ma tộc cái này đột nhiên quật khởi thiên tài. Giang giật đối với tam tộc đều có rất lớn uy hiếp, tuyết vực mấy đại tông phái, ai cũng không thể tiếp nhận một cái tông phái xuất hiện hai cái dưới thần. Tam tộc cộng lại hơn 2.000 người hóa thành một mảnh hắc vân hướng phía nam chạy như điên, phụ cận người xem rất nhiều chủng tộc nhao nhao theo bên cạnh lượn quanh đi phía nam, lớn như thế chiến bọn hắn làm sao có thể không chú ý giang giật sống hay chết, đối với các tộc đều rất trọng yếu. Tình huống như thế nào, mà kỵ bọn người phát hiện công kích lực độ thoáng cái giảm bớt rất nhiều, những cái kia lao xuống tam tộc cường giả nhau nhau lui về, toàn bộ cảm giác không hiểu thấu. Chờ bọn hắn thần thức quét dọn mặt đất lúc, lại phát hiện tam tộc cường giả đều hướng phía nam phóng đi. Không tốt, bọn hắn đều đi vây giết ma tinh, mà yêu nhi tỉnh ngộ lại, quá sợ hãi, thân thể mềm mại lóe lên liền muốn hướng lên trên mặt phóng đi, chuẩn bị đi nghĩ cách cứu viện giang giật. Nhưng ma phù tốc độ nhanh hơn nàng, một tay hung hăng tại nàng cái ót một bổ, đem ma yêu nhi trực tiếp thẻ ngất đi. Ma phù ngươi làm gì? Ma kỵ bọn người giật mình, không rõ ma phù nổi điên làm gì, ma phù lại lạnh giọng nói ra, thần nữ an nguy lỗi nặng hết thảy, chúng ta không thể mạo hiểm, lập tức phá vây hồi trở lại thiên ma sơn. Kia ma tinh đâu, ma kỵ đôi mắt co rụt lại, quát khẽ nói, ma tinh không thể chết, hắn là tộc ta hy vọng coi như chúng ta đều đã chết mà tinh cũng không thể chết ma kỵ ngươi bình tĩnh một chút ma phù mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra bằng vào chúng ta khả năng giúp đỡ ma tinh bao nhiêu công việc lần này rõ ràng có người bố cục muốn giết hắn là có người không muốn để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp mà lại cái này bố cục người tuyệt đối không phải khâu bạch hỏa học mạnh đạt ba cái ngớ ngẩn phụ cận nhất định còn có đại quân cùng cường giả chúng ta nếu là đi cứu hắn cũng chỉ có thể chịu chết ma tinh thực lực quỷ dị cường đại nếu là hắn chạy không thoát, chúng ta đi cũng vô dụng, ngược lại sẽ liên lụy hắn. Thừa dịp không ai truy sát, chúng ta lập tức phá vây, còn có một chút hy vọng sống. Cái này, ma kỵ bọn người toàn bộ trần chờ bất định, bọn hắn cũng ẩn ẩn đoán được lần này cục, hẳn không phải là khâu bạch ba người bày ra, ba người này còn không có bản sự này, coi như đi thẳng một mạch như vậy, bọn hắn đều cảm thấy rất không trượng nghĩa, vạn nhất giang giật chiến tử, vậy đối với thiên ma tộc là tổn thất thật lớn. Ma phù sắc mặt trầm xuống, cấp bách nói ra, thần nữ nếu là có chuyện bất chắc, chúng ta muôn lần chết khó khăn từ tội lỗi, tin tưởng ma tinh, hắn không dễ dàng như vậy chết, đi. Nói ma phù mang theo ma yêu nhi hướng nơi xa lao nhanh mà ra, ma kỷ cắn răng một cái bất đắc dĩ hú dài, đi. Còn lại trưởng lão đại thống lĩnh chỉ có thể theo hai người hướng thiên ma sơn phương hướng lao nhanh, bọn hắn chết trận một nửa người, như còn không trốn, hoàn toàn chính xác rất có thể toàn quân bị diệt. Không có người muốn chết, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện hy vọng Giang giật bình an phá vây. Giang giật không có phá vây, hắn quỳ một chân trên đất, một cái tay dùng kiếm trèo chống thân thể không ngã xuống, toàn thân hắn đều là huyết, trên thân còn tại chảy máu, mặt mũi tràn đầy yếu ớt, hắn cảm ứng được phương bắc băng băng mà tới đại quân, khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Trên người hắn huyết rất rõ ràng là địch nhân, trên mặt hắn yếu ớt cũng là ngụy trang, hắn quỳ gối nguyên địa kỳ thật liền đang chờ khâu bạch đợi người tới, hắn một mực nhắm mắt lại, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, hắn đang dò xét tình huống chung quanh. Tê, tê khâu bạch bọn người đến trung tâm chiến trường, toàn bộ hít một hơi lãnh khí, giữa sân toàn bộ đều là chân cục tay đứt, nội tạng ruột, không có một cỗ hoàn chỉnh thi thể. Tiên huyết nhuộm đỏ một mảnh mặt đất, những cái kia tiên huyết đều kết băng, sở dĩ cảm giác chung quanh đây tầng băng đều là huyết hồng, tựa như màu đỏ sậm bùn đất, bốn phía mùi máu tươi cũng dị thường gây mũi, tựa như địa ngục. Ma tinh thủ thương, giết hắn một tên ải nhân tộc trưởng lão đại uống, toàn bộ ánh mắt khóa chặt trong chiến trường ở giữa giang giật, nhìn xem hắn run nhẹ nhẹ thân thể, khâu bạch hỏa học mạnh đạt bọn người nhãn tình sáng lên, không hề do dự bảo hống, giết hắn. Vù vù, hơn hai ngàn người giống như thủy triều hướng giang giật dũng mãnh lao tới, ải nhân tộc thật xa tựu thả ra tuyết long cùng dùng song chùy đánh mặt băng, ý đồ vây khốn giang giật không cho hắn đào tẩu. Hỏa cách tộc cùng mãnh tượng tộc hướng hai bên tản ra, thành hình quạt hướng giang giật phây giết mà đi. Ba trượng, hai ngàn trượng ngàn trượng giang giật một mực nhắm mắt lại mở ra đầy mắt huyết hồng phối hợp cái kia tấm đều là tiên huyết mặt lộ ra dị thường dữ tợn hắn nhếch miệng cười nói toàn bộ lưu lại cho ta đi ô ô thùng thùng như ác ma kêu khóc thanh âm vang lên tiếp lấy băng phong thiên lý phóng thích song trọng công kích phía dưới căn bản không ai có thể gánh vác được tự liền phụ cận người xem võ giả đều bị đóng băng cương phong chi nhận đi mười chuôi cương phong chi nhận hóa thành tử thần chi nhận hướng phía trước cuồng quét mà đi một vòng mới tàn sát bắt đầu. Các loại chờ khâu bạch hỏa học bọn người linh hồn giải phong, hướng giang giật phây giết mà đi người đã bị trống giống hơn phân nửa, khâu bạch hoảng sợ một bên nhanh lùi lại, một bên hét lớn, đoạn thiên huynh, người còn chưa tới, chúng ta đều phải chết. chương 1015, toàn quân bị diệt. Đoạn thiên huynh, tuyết vực gọi đoạn thiên người đoán chừng rất nhiều, nhưng có thể làm cho khâu bạch tôn sưng một tiếng đoạn thiên huynh chỉ có một cái, cái kia chính là phục hổ tông thiếu tộc trưởng tào đoạn thiên. Giang giật đôi mắt co rụt lại, nhưng giờ này khác này cũng dung không được hắn suy nghĩ nhiều, rất nhiều người đã nhận ra thân phận của hắn, hắn nhất định phải đem toàn bộ người đánh giết, nếu không qua hôm nay toàn bộ tuyết vực cường giả đều muốn đuổi giết hắn. Đông Hoàng Đại Lục Gian Tế ẩn núp vào tuyết vực loạn giết, cái này nhất định gây nên rất hơn nửa thần cường giả xuất thủ, mà thần cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Chết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể như cuồng long hướng phía trước phóng đi, trong tay nguyễn kiếm điên cuồng múa, từng đạo âm thanh khủng bố vang vọng phương viên vài dặm, khâu bạch bọn người vừa mới chạy đi hơn 10 trường, Lần nữa ôm đầu lăn lộn dưới đất, hai tên mang theo hắn đào tàu trưởng lão cũng không động được. Xuy suy 10 chuôi cương phong chi nhận như cắt rơm giả dạ từng mảnh từng mảnh đào qua, giết người tốc độ quá nhanh, đám người này căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu phòng ngự, quét qua một mảng lớn, đừng nói mấy ngàn người coi như trăm vạn người đều không đủ giang giật giết. Không, người không thể giết ta, ta là hỏa cách tộc thiếu tộc trưởng, người dám giết ta, Phụ hoàng ta tuyệt đối sẽ san bằng các ngươi Thiên Ma Sơn. Hỏa Học bản ôm đầu trên mặt đất lăn lộn, Cương Phong chi nhận bao trùng tới, bên người mấy tên trưởng lão toàn bộ bị xoắn thành huyết vụ, sinh từ thời khắc hắn đột nhiên tỉnh táo lại, cuồng loạn giống to. Ầm, um, đáp lại hắn là đau đớn một hồi, thân thể của hắn bị hung hăng cắt đứt thành thịt nát. Hắn giang giật căn bản cũng không có nghe vào, giang giật người này chính là như vậy, đã quyết định động thủ, liền sẽ không có nửa điểm trần chờ, Đâm Phá Thiên lại nói. Hỏa Học chết rồi. Mãnh tượng tộc thiếu tộc trưởng Mạnh Đạt Giang giật cũng sẽ không có nửa điểm lưu thủ, cương phong chi nhận đảo qua, từng cỗ giống như núi nhỏ thân thể bạo liệt. Mãnh thượng tộc phòng ngự rất mạnh, tiêu hao Giang giật mấy cái cương phong chi nhận, nhưng hắn thứ chín khỏa tinh thần bên trong cương phong rất rất nhiều, tuyết này vực nội đến ban đêm cương phong cũng là lấy mãi không hết, dùng mãi không cản, hắn căn bản không sợ tiêu hao. Xong, xong, a, à, khâu bạch ôm đầu trên mặt đất lăn lộn, linh hồn bên trong truyền đến kịch liệt đau đớn so ra kém nội tâm sợ hãi, hắn nhìn qua hai con ngươi như tuyết giang giật trong lòng dâng lên vô tận hối hận người thiếu tộc trưởng này sớm biết tựu không làm cái này phục hồ sơn hắn cũng không nên đến lại càng không nên đắc tội ác ma này bất luận cái gì thân phận hiền hách cũng không sánh bằng sinh mệnh bất kỳ người nào tại tử vong một khắc này cũng đều sẽ sợ hãi bản năng dâng lên cầu sinh suy nghĩ hắn đến giờ phút này cũng tỉnh ngộ lại cái này ma tinh căn bản cũng không phải là thiên ma tộc hắn là giang giật đông hoàng đại lục uy danh hiền hách sát tinh giết người không chớp mắt mà đầu hắn không tiếp tục nói bất luận cái gì lời nói cũng không có cầu xin tha thứ càng không có hy vọng xa vời giang giật có thể tha hắn một mạng giang giật uy danh bắt nguồn từ giết chóc đây là tại vô số trên thi thể giết ra uy danh hiền hách hắn hiểu ý từ nương tay nằm mơ chết đi chết đi có thể chết ở giang giật nhân vật như vậy trong tay ngược lại là cũng không tính mất mặt khâu minh cảm nhận được bốn phía ải nhân tộc từng mảnh từng mảnh hóa thành huyết vụ hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại đúng lúc này nơi xa lại truyền đến một tiếng kinh thiên quát lớn để hắn giấy lên một tia hy vọng ma tinh ta là tào đoạn thiên lập tức ngừng đổ sát bó tay chịu trói nếu không ngươi chính là chúng ta phục hổ tông địch nhân tào đoạn thiên rốt cục chạy tới khâu bạch thấp bé thân thể khẽ run lên hắn thấy được một tia hy vọng hô to đoạn thiên huynh cứu ta suy suy nhưng mà hắn vừa mới hô xong một đạo cương phong chi nhận cuốn tới đem hắn thân thể chém thành mấy trăm đoạn trong đầu của hắn sau cùng hình tượng liền là nhìn thấy Giang giật tấm kia đều là tiên huyết trên mặt lộ ra một tia đùa cợt. Băng phong thiên lý, Giang giật quát khẽ, thả ra băng phong thiên lý, trong tay hắn nguyễn kiếm cũng thu vào, không còn phóng thích thần âm thiên kỹ. Thân thể nhắm hướng đông bên cạnh chạy như điên, hắn dò xét đến bên kia có mấy cái u linh tộc, còn có hai cái còn lại chủng tộc tiểu đội, hiện trường toàn bộ người đều chết rồi, những người này cũng không thể lưu. Cách không đánh giết, hắn bạo hống, thanh âm này dùng nguyên lực tăng phúc, thanh âm rất lớn thanh âm hắn vừa vang lên, kia phủ phục tại chân núi hơn 10 người thân thể cũng hóa thành huyết phụ, một bên khác mấy cái u linh tộc rất nhanh bị chém giết, hắn thân thể hướng phía bắc phóng đi, đem còn lại hơn 10 đông thành băng côn người đánh giết. Vù vù, phía tây trên đường chân trời rốt cục xuất hiện một đám điểm đen, rất nhiều thần thức cũng quét tới, giang giật trước tiên đem cương phong hấp thu, nhắm mắt lại, thần thức tản ra tinh tế dò xét bốn phía, nhìn xem phải chăng có cá lọt lưới. Dò xét kết quả hắn rất hài lòng, tam tộc cùng phụ cận người xem tất cả mọi người bị dọn dẹp sạch sẽ, thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới, nếu là có người có thể tránh thoát hắn dò xét ẩn núp đi, hắn cũng không có cách, chỉ có thể nhận thua. Ây, tàu đoạn thiên mang theo gần ngàn người băng băng mà tới, tàu thệ thủy cũng đi theo tại trong đại quân, đập vào mắt chàng cảnh lại làm cho tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình, tàu thệ thủy càng là nhắm mắt lại, khom người xuống dưới nôn khan không ngừng. Thật lớn mật, tàu đoạn thiên sắc mặt biến huyến mấy lần, lạnh giọng quá to, mà tinh, Người tên ma đầu này thế mà giết nhiều người như vậy khâu bạch hỏa học mạnh đạt cũng bị ngươi giết ngươi đơn giản phát rồ, như thế ma đầu không diệt trừ, chắc chắn làm hại tuyết vực. Ma tinh, bó tay chịu chói, theo ta đi gặp mặt lão tổ tông, nếu không giết chết bất luận tội. Ông ông, tào đoạn thiên nói sau nghi tâm hoa mai nốt rồi phát sáng lên, bên cạnh hắn gần ngàn cường giả cùng quân sĩ nghi tâm hoa mai nốt rồi cũng phát sáng lên, chỉ cho tào đoạn thiên ra lệnh một tiếng, tự phóng thích công kích linh hồn, đem giang giật linh hồn yên diệt ha ha ha, Giang giật không chỉ có không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại cười to lên, trong mắt của hắn huyết sắc đã biến mất, nhưng trên người trên mặt đều là huyết, nhìn dị thường dữ tợn đáng sợ, hắn cười dài vài tiếng, quát lạnh nói, tào đoạn thiên, khâu bạch bọn hắn bố cục phục kích chúng ta, chẳng lẽ lại chúng ta phải ngoan ngoan chờ chết không thành chúng ta thiên ma tộc cũng đã chết không ít người, dưới thần nữ là không rõ, như thần nữ xảy ra chuyện, ta định bẩm báo tông chủ, xuất lĩnh đại quân giết tới ải nhân sơn. Mặt khác, Ngươi thì tính là cái gì ngươi là tuyết vực chi chủ sao ta giết người mắc mớ gì tới ngươi khâu bạch bọn người chết rồi. Ngươi như vậy nóng vội cùng phẫn nộ, chẳng lẽ lại các ngươi cùng khâu bạch bọn hắn là đồng bọn. Ta, ngươi đánh rắm ta như thế nào là bọn hắn đồng bọn. Tào đoạn thiên biến sắc, thề thốt phủ nhận, hắn cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, bình tĩnh lại. Không sai, hôm nay ván này nhưng thật ra là hắn cùng khâu bạch liên thủ thiết kế, hỏa học cùng mạnh đạt cũng là hắn điều động. Mà yêu nhi hắn thèm nhỏ dãi rất lâu, đương nhiên hắn thèm nhỏ dãi cũng không phải một người, mà là toàn bộ thiên ma tộc. Chỉ cần lấy ma yêu nhi, bằng vào phục hồ tông uy hiếp, chờ ma thần chết rồi, hắn rất có thể trở thành thiên ma tông tông chủ, tiếp theo bằng vào hai tông chi lực, từng bước nuốt còn lại tông phái, cuối cùng trở thành tuyết vực chi chủ. Lần trước ải nhân tộc cùng thiên ma tộc khai chiến, sau đó ma thần đi phục hồ sơn, tào bồi văn ra mặt đè xuống ải nhân tộc, ký kết hiệp nghị đình chiến, việc này nhưng thật ra là hắn cực lực thúc đẩy hắn cũng không muốn thiên ma tộc bị ải nhân tộc hỏa cách tộc mãnh tượng tộc tiêu diệt, bởi vì trong lòng hắn cho rằng thiên ma tộc sớm muộn đều là hắn, trước đó mà yêu nhi đối với hắn ấn tượng cũng rất tốt, quan hệ mật thiết. Giang giật hoành không xuất thế, triệt để chinh phục ma yêu nhi, ma yêu nhi không còn cùng hắn như vậy thân mật, này bằng với tại tào đoạn thiên trong tay đào một miếng thịt đi, con vịt đã đun sôi bay, hắn làm sao có thể không giận. Giang giật quật khởi tốc độ nhanh như vậy, tiếp tục cho hắn tu luyện, rất có thể hội đột phá bán thần, hai cái dưới thần thiên ma tộc cũng rất có thể ảnh hưởng phục hổ tông bá chủ địa vị. Sở dĩ giang giật phải chết, cũng liền có hôm nay chi cục. Đáng tiếc, tào đoạn thiên vạn vạn không nghĩ tới, sau cùng kết cục đúng là dạng này, tam tộc nhiều như vậy cường giả không chỉ có giết không được một cái ma tinh, ngược lại bị hắn một người phản sát, toàn quân bị diệt. chương 1016, ta đích xác thấy được, nhất định phải cầm hạ ma tinh, hoặc là đánh giết hắn. Tào đoạn thiên não hải chuyển động vài vòng, rất nhanh nghĩ thông suốt, Bất luận như thế nào đều muốn cầm hạ ma tinh, bằng không hắn không cách nào cùng tam tộc bàn giao, người này không chết hắn cũng không chiếm được ma yêu nhi cùng thiên ma tộc. Hắn quát lạnh, ma tinh, ta bất luận người cùng khâu minh bọn hắn chuyện gì xảy ra, thiên ma tộc cùng ải nhân tộc tại phục hổ sơn ngay trước ta lão tổ tông mặt lập xuống ước định, không phải tái khởi chiến sự. Hôm nay người không chỉ có bốc lên chiến sự, còn tàn nhẫn giết chết mấy ngàn người, liền người vây xem đều không buông tha, ta phục hổ tông dùng giữ gìn tuyết vực yên ổn làm nhiệm vụ của mình gặp chuyện bất bình tự nhiên muốn xuất thủ tương trợ người nếu không muốn chết tự ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi gặp nhà ta lão tổ tông nếu không chúng ta chỉ có cưỡng ép xuất thủ làm cái kia còn muốn lập cái kia tào đoạn thiên câu nói này nói liền là ngươi a à. giang giật cười nhạt một tiếng ánh mắt chuyển hướng sắc mặt vẫn như cũ rất là khó coi tào thệ thủy nói trôi qua thủy tiểu thư ta cảm thấy ngươi hẳn là một cái bản tính thiện lương sẽ không nói dối người mời ngươi trả lời ta các ngươi đeo nhiều người như vậy như thế nhanh chóng độ chạy tới nơi này sẽ không vừa lúc tại phụ cận du ngoạn a à nhà ngươi lão tổ tông vừa mới qua hết đại thọ các ngươi liền mang theo nhiều cường giả như vậy ra này làm sao đều không thể nào nói nổi a à chúng ta vừa mới đến băng đảo ải nhân tộc cùng hòa cách tộc mãnh tượng tộc đại quân liền đến đây cũng không phải là trùng hợp a à. ây tàu trôi qua thủy nhãn mắt trốn tránh có chút luống cuống nàng mặc dù không biết chuyện này cụ thể đi qua nhưng giang giật mấy câu nói đó để nàng minh bạch rất nhiều chuyện nàng có chút luống cuống đưa ánh mắt nhìn về phía tàu đoạn thiên hướng hắn cầu trợ. Trôi qua thủy tiểu thư, trả lời ta, Giang giật ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm tàu thể thủy quát khẽ, cái sau càng thêm hoảng loạn rồi, ấp úng nói ra ta, ta. Cái gì cũng không biết, ta chúng ta trở về đi. Ma tinh, tàu đoạn thiên quát lớn, bớt nói nhiều lời, ngươi là chiến vẫn là hàng cho một câu sảng khoái nói. Ha ha ha, Giang giật cười ha hả trong tay một cái nhuyễn kiếm xuất hiện, đùa nghịch mấy cái kiếm hoa, âm thanh lạnh lùng nói, tàu đoạn thiên, ngươi thật sự cho rằng ra sợ ngươi các ngươi cái này ngàn người, so khâu bạch bọn hắn mấy ngàn người cộng lại đều mạnh hơn ngươi muốn chiến, ta liền cùng các ngươi chiến. Ta ma tinh nói phóng xuất, một khi khai chiến, tự gánh lấy hậu quả, khâu bạch hỏa hộc ta dám giết, ngươi cùng muội muội của ngươi, ta cũng như thế dám giết. Có thể bất hòa tào đoạn thiên bọn hắn khai chiến, giang giật tự nhiên không muốn chiến. Giết tào đoạn thiên có thể ra một hơi, đối với hắn hủy diệt ải nhân tộc kế hoạch đây tuyệt đối là hủy diệt tính. Phục Hổ tông quá cường đại, Hắn dám giết đám người này, mà thần đều không gánh nổi hắn, hắn tại tuyết vực cũng lăn lộn không được, chỉ có chính mình đơn độc đối mặt ải nhân tộc. Giang giật một chữ cuối cùng nói xong, thân thể cũng dâng lên vô tận sát khí, ánh mắt của hắn dần dần băng lãnh xuống tới, bốn phía thiên địa nguyên khí cùng băng tuyết chi lực hướng hắn dũng mãnh lao tới, tùy thời chuẩn bị phóng thích băng phong thiên hạ. Ừ, phục hồ tông tộc nhân sắc mặt đều ngưng trọng lên, bốn phía bầu không khí cũng biến thành cực kỳ kiềm chế, Tào Đoạn Thiên nhãn mắt chớp động, cảm giác được áp lực rất lớn không bằng hắn rất nhanh quyết định một cái tay thật cao nâng lên liền muốn hạ lệnh thiếu tộc trưởng nếu như có thể mà nói tốt nhất đừng tìm người này là địch ta cảm giác hắn rất nguy hiểm nói không chừng ta rất khó bảo vệ ngươi vào thời khắc này một đạo truyền âm vang lên tại tào đoạn thiên trong đầu hắn thật cao nâng tay lên cũng không dám động ánh mắt của hắn đột nhiên hướng bên người một tên lão giả lông mày trắng nhìn lại người này là ngô tinh cường giả công kích linh hồn cực kỳ khủng bố khoảng cách nửa thần chỉ có cách xa một bước hắn tảo đoạn thiên không dám không thận trọng cân nhắc. hô hô, giang giật nguyễn kiếm còn tại chậm rãi múa, một cái tay khác cũng nhẹ nhàng lay động, tiếp tục hấp dẫn lấy phạm vi ngàn dặm nguyên khí cùng băng tuyết chi lực, hàn phong gào thét, đem giang giật nhuốm máu chiến bảo thổi đến bay phất phới, hắn băng lãnh như.